Truyền thuyết ông Năm Chèo ở miền Tây. Vùng đất Thất Sơn, An Giang luôn ẩn chứa những huyền thoại, đặc biệt là dấu ấn của những vị đạo sĩ bậc chân tu. Câu chuyện lưu truyền về vị đạo sĩ nuôi sáu thần năm chân, Năm Chèo luôn cuốn hút khách thập phương. Chúng tôi làm một chuyến hành trình về bảy núi tìm sự thật, nơi bắt nguồn của những huyền thoại ông Năm Chèo và bảo bối được dòng họ lưu giữ. Câu chuyện về ông Năm Chèo được truyền miệng khắp vùng với nhiều tình tiết ly kỳ. Để hiểu rõ thực hư, chúng tôi tìm gặp hậu duệ của người nuôi con sáu lạ năm xưa, đó là bà Hồ Thị Cưng, cháu ngoại đời thứ tư của ông Đình Tây, đạo sĩ Bùi Văn Tây, đệ tử thứ ba của Đức Phật Thầy. Bà Cưng đang trông coi nơi thờ tự ông Đình, cũng như năm bảo bối mà Đức Phật Thầy giao cho bắt sáu Năm Chèo. Dựa theo những câu chuyện lưu truyền trong gia tộc, bà Cưng kể rằng, phân lời Đức Phật Thầy, ông Đình Tây chuẩn bị chuyến đi hành thiện. Khi ông tới vùng Láng hay còn gọi Láng Linh, biết được trong căn chòi lụp xụp kia có một phụ nữ chuyển bụng sắp sinh con, gia cảnh đáng thương, người chồng hàng ngày lặn lội bắt cua, rùa, rắn, đổi gạo. Thường khi anh về sớm, nhưng hôm đó anh không về kịp. Ông Đình Tây song sáo cùng mọi người làm vách che, lợp lại mái dột ngăn mưa gió. Người phụ nữ sắp sinh nhưng chiếc giường mới kê được ba chân. Ông không ngại kề vai làm chân giường giúp bà mụ đỡ đẻ nhanh chóng. Mọi việc xong xuôi thì anh sinh, chồng người phụ nữ về tới. Rất cảm kích về sự giúp đỡ của mọi người. Anh khoe với ông Đình Tây hai giỏ cá vừa bắt được để lo cho vợ vượt cạn. Rồi móc từ túi bên hông ra một con vật nhỏ. Đó là con sấu rất kỳ lạ. Da nó trơn bóng chứ không sần sùi, chóp mũi có màu đỏ rực. Đặc biệt con sấu có thêm bàn chân mọc ra từ chân bình thường, người ta vẫn gọi là móng đeo. Ông Đình thấy hình dạng con sấu kỳ lạ nên thích thú. Anh xin liền tặng con sấu này. Ông về trình với Đức Phật Thầy những việc hành thiện và cho Ngài xem con sấu lạ. Vừa nhìn thấy, Ngài thở dài và bảo ông Đình không nên nuôi con ngặc ngư này. Nó là loài nghiệt thú, sẽ làm điều hại bá tánh. Nhưng ông Đình thương xót không nỡ. Sau đó lui về đình Thới Sơn, lén nuôi sấu nhỏ ở gốc hồ sen trước sân đình. Thấy sấu lớn nhanh, ông lấy dây cột chân nó lại. Càng lớn con sấu càng có tính khí hung bạo, ông liền thay bằng sợi dây xích bằng sắt để nó không thoát được. Một đêm trời đổ mưa to, gió quất mạnh, cây cối ngã nghiêng, sấm chớp liên hồi. Rạng sáng ông Đình giật mình phát hiện, con sấu bỏ đi. Ông lội xung quanh nhưng không tìm thấy, trở lại kiểm tra sợi xích, thấy vẫn còn nguyên, ông lần theo sợi dây xuống hồ. Bất ngờ nhìn thấy một bàn chân sấu bỏ lại cùng với sợi xích. Nó cắn bỏ một bàn chân để thoát thân. Ông Đình lập tức bẩm báo với Đức Phật Thầy. Ngài điềm nhiên như tiên đoán trước điều gì. Không quở trách mà còn trao cho ông Đình năm món bảo bối, gồm hai cây lao, một cây mung cổ phụng, một lưỡi câu và một đường dây băng. Đồng thời, ông Đình còn được truyền khẩu quyết biệt truyền để thu phục ngặc ngư. Rồi một ngày tin dữ lan truyền, con sấu mũi đỏ khổng lồ xuất hiện nơi anh sinh đã bắt nó khi xưa. Nó to như một chiếc ghe lớn, nổi lên tạo những cơn sóng lớn, nhấn chìm xuồng ghe của những người xuôi ngược trên sông. Có lúc nó lên bờ bắt heo, gà nuôi trong chuồng của dân, lúc thì sát hại người, gây biết bao nỗi kinh hoàng. Ông Đình vội vã gặp Đức Phật Thầy, xin thu phục con nghiệt thú. Nhưng khi ông đến nơi thì sấu lặn mất. Cứ thế nhiều lần, hễ ông về thì sấu lại nổi lên quấy phá làm kinh hồn dân làng. Có người thấy sấu nổi lên liền gọi thất thanh tên ông Đình thì sấu tháo chạy. Một lần ông Đình quyết tâm ở lại chờ bắt sấu cho bằng được, nhưng ngày qua vẫn không thấy xuất hiện. Ông đứng giữa vùng Láng kêu lớn, hỡi loài ngặc ngư, nếu thiên cơ được định, ngươi nên nằm yên sám hối tu hành, còn nếu số ngươi đã tận thì mau nổi lên theo ta về. Ông Đình chờ đến 3 ngày vẫn không thấy bóng dáng con sấu đâu, nhưng mãi từ đó về sau không nghe ai kể sấu nổi lên quấy phá dân làng nữa.
58 năm sau, đến ngày ông Đình viên tịch, tức năm 1914, năm món bảo bối vẫn chưa được sử dụng. Đến nay, những món bảo bối ấy vẫn còn cất giữ. Bà cưng cho chúng tôi xem năm món bảo bối được Đức Phật Thầy giao cho ông Đình năm xưa, được lõng vào khung kiến, thờ cúng trang nghiêm. Bà cưng kể thêm, bảo bối này dòng họ cất giữ cẩn thận qua mấy cuộc chiến tranh. Tất cả còn khá nguyên vẹn, riêng sợi dây băng, xe bằng tơ. Ngày trước ông nội bà lấy sợi dây này ra kéo quanh nhà, sau đó chạy giặt, trở về thấy nhà cửa cháy rụi. Riêng sợi dây chỉ ám khói chứ không cháy. Có người kể rằng khi Đức Cố Quản Trần Văn Thành bại trận tại vùng Bảy Thưa nhằm mùa nước nổi, quân Pháp bao vây bắn phá, trước mặt lao sậy dày đặc nghe ghe chống đi không được. Lúc ấy sấu khổng lồ bỗng nhiên lao tới, rẽ đường rạp sậy cho quân lính chống xuồng thoát thân. Hơn 1.000 năm qua, nhưng dân gian vẫn truyền nhau những câu chuyện thực hư về ông Năm Chèo. Họ cho rằng sấu thần đang ẩn mình trên sông Vàm Nao, nối liền sông Tiền và sông Hậu dài khoảng 7 km. Sông này có nhiều vực sâu, búng lớn, nước xoáy mạnh. Nơi đây vẫn được xem là ngư trường khai thác thủy sản quan trọng, là nơi thường xuyên xuất hiện các loài cá khổng lồ. Có lẽ không có gì lạ khi những huyền thoại như thu phục mãnh hổ và nuôi sấu Năm Chèo vẫn còn sống động ở vùng sông nước Cửu Long, nơi vùng đất hoang sơ và những con người đặt chân khai phá và sinh sống ở đây luôn mang ước vọng phải chinh phục muôn loài để khẳng định cái vị thế làm chủ đất trời của mình. Chuyện thứ hai, Phật Bà hóa hiện. Bác Hai thích thực tế, không ưa chuyện mơ hồ. Bác có quen mấy cháu ở miền Tây, những người niệm Phật kiên trì lắm. Họ tự quy định ngày niệm mấy muôn, nếu thiếu phải thức khuya dậy sớm niệm bù lại. Một hôm có dịp, bác nói với các cháu ấy: "Không rõ cơ duyên làm sao mà bác lại niệm Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều hơn là niệm Phật." Một cháu hỏi: "Ông Hai ơi, con nghe người ta nói niệm Quan Thế Âm hay thường nằm mộng thấy Phật Bà lắm. Vậy ông có mộng thấy Phật Bà lần nào không?" Bác đáp: "Không, ông không chiêm bao gặp, mà có gặp Phật Bà hiện ra ban ngày ở Long Xuyên." Cô bé tỏ vẻ ngạc nhiên, mở to mắt nhìn bác. Bác kể tiếp: "Hôm ấy khoảng 3-4 giờ chiều, chiếc xe Long Xuyên cái dầu sắp rời bến, nhưng có một băng chưa đủ người. Vì có một ông cùi ngồi nên còn hai chỗ không ai chịu ngồi cả. Lẽ ra với số khách đó cũng đủ cho xe rời bến, nhưng vì dưới bến còn khách nên lơ xe tìm cách chở đủ số lượng. Bác Tài lại thương thuyết gì đó với ông cùi, nhưng ông tỏ vẻ bất bình không chịu. Sau cùng chú lơ xe lại đôi co: ông đi làm tôi mất hết hai chỗ ngồi." Mấy cháu biết không, ông cùi đáp vậy nè: "Việc đó đâu phải lỗi tại tôi. Người ta không đi mặc họ, tôi đi trả tiền đủ thôi chứ." Chú lơ xe bèn cáo lên: "Ông xuống xe đi xe khác đi, tôi cho tiền xe ông." Ông cùi lại đáp: "Tôi cần về nhà chứ không cần tiền. Nếu ai cũng nói với chú thì tối nay tôi ngủ ở đâu?" "Không giải quyết được, tài xế và lôi xe lằng nhằng hoài, hành khách cũng nhốn nháo nữa." Ngay lúc ấy, một cô hành khách ăn mặc rất đẹp đứng dậy nói: "Để tôi giải quyết cho." Chú lơ xoay lại hỏi: "Bộ chị chịu trả thêm hai chỗ ngồi này nữa hả?" "Không cần, tôi giải quyết ổn thôi." Rồi cô đến bên ông cụ và nói: "Thưa bác, bác ngồi sát vô, con ngồi kế bác là xong." Cô vừa ngồi xuống bên ông cùi, một người ngồi bên cạnh cô và một người khác đến ngồi ghế cô vừa bỏ trống. Rồi xe rời bến, bác chứng kiến sự việc nãy giờ, bác tự nhủ: lẽ ra cái việc làm đó là việc của bác, nhưng vì bác chờ xem, ngờ đâu cái cô ăn mặc đẹp kia giải quyết đẹp quá xa. Đến đây bác kết thúc câu chuyện. Cô gái ăn mặc đẹp kia là hiện thân của Phật Bà.
Cháu bé lên tiếng ngay: Con thà trả thêm hai chỗ ngồi nữa, chứ không thể ngồi như vậy được. Bác nói: Phật bà ngồi mới được, chứ cư sĩ như bác ngồi không có được đâu. Chuyện thứ ba, Phật đi nhờ. Bác hai có chiếc ghe độ 60-70 dạ mà mấy cháu mượn đi mua bán chuối ở Long Xuyên. Bến chuối thì nhỏ mà ghe chuối rất đông, chiếc nào đến sau phải đậu ngoài chờ trống mới chen vô được. Ghe chuối nào cũng có 5-7 buồng chính cần giải quyết sớm. Có ghe đến đậu sau ghe bác, chủ ghe hỏi đi nhờ trên nuôi ghe mình để đem chuối chín lên. Bác đồng ý. Ghe bác nhỏ đậu cạn mà gánh chuối đi trên mui nên rúng ghê lắm. Mấy cháu than: Đi vậy tụi con thấy cũng xót ruột lắm. Đành rằng ghe của bác cho người ta đi nhờ, nhưng cũng tại tụi con mượn đi buôn nên mới có cảnh này. Bác đáp: Thôi kệ, ráng giúp người ta trong lúc ngặt, còn ghe mình sớm hay muộn gì nó cũng phải hư thôi. Mà Phật đi đó chứ, đâu phải người phàm đâu. Mấy cháu hiểu ý nên cùng mỉm cười. Chuyện thứ tư, Đặng Chài, Đặng Chì. Cô bé, cô tên là Bé, ở Long Xuyên là cư sĩ tại gia. Cô có hứa với mấy chị bạn, mấy cô này cất am tu theo hạnh xuất gia, là để cô thu xếp việc nhà rồi sẽ cất am gần với mấy chị đặng tu. Hôm nọ cô bé gặp bác hai bèn hỏi ý kiến: Con muốn cất am tu, chú hai thấy sao? Bác hỏi lại: Gia đình cháu khá không? Anh em nhiều ít, cha mẹ có còn không? Cô đáp: Nhà có ăn, cha mẹ còn đủ, anh em có ít người mà ai cũng dành nuôi cha mẹ hết. Ý cô muốn nói rằng cô rất rảnh, khỏi lo tiếp gia đình. Bác hai thì không có lập trường là phải tu tại gia, tu am hay tu chùa gì cả. Nhưng vì cô bé nói anh em cô ít người mà ai cũng dành nuôi cha mẹ hết, nên bác mới nói: Ủa, sao người ta không tu mà biết dành nuôi cha mẹ, còn mình tu mà không biết dành nuôi? Thế là cô bé bỏ ý định cất am. Ít lâu sau mấy cô cư sĩ rủ cô bé cất am hôm nọ đó, mời bác hai ghé am mấy cổ chơi. Sau khi cơm nước và đàm luận một lúc lâu, mấy cô mới nói: Nhờ anh hai giải thích giùm cái hiếu thế gian và cái hiếu xuất thế gian. Chàng ơi, hồi nào tới giờ tôi không phân chia cái hiếu ra như vậy nên không có biết. Theo ý tôi thì con người làm cách nào đó để đền ơn cha mẹ là người con có hiếu? Mấy cô nói: Có người quan niệm phải xuất gia tu hành đắc đạo để cứu vớt cha mẹ, vậy anh thấy sao? Bác đáp: Cái đó quý vô cùng. Chuyện thứ năm, hạnh phúc trong tầm tay. Ông giám nhà ở trong ngọn, dạy học ngoài giàm và ở luôn bên vợ ngoài ấy. Bữa nọ chiếc tàu đò trong ngọn chạy ra, dừng chậm chậm ngay trường học. Có một người thò đầu ra hỏi to: Có thầy A đó không? Lũ học trò đáp: Vẫn có, thầy A chưa tới. Thầy A chưa đến. Vậy báo tin gấp cho ông thầy, má ông chết rồi. Tàu mở máy chạy luôn, học trò quả tốc chạy cho thầy hay. Ông giáo kính quán báo cho gia đình bên vợ và ban giám hiệu, ai nấy vội vàng đi mua đồ phúng điếu. Riêng thầy A đạp xe chạy thục mạng về trước, lòng buồn vô hạn. Ông đinh ninh từ nay đã mất mẹ rồi. Về tới nhà, xe vừa quẹo vô tới cửa rào, thấy mẹ xách hai thùng nước nhỏ tưới trầu. Ông quăng ngay chiếc xe, nhào lại ôm mẹ kêu: Trời ơi, má, 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 má. Bà già ngạc nhiên hết hồn, không biết vụ gì mà con bà ôm chặt lấy bà với nước mắt ràn rụa và cứ kêu má mãi. Hồi lâu ông giáo mới biệu bạo: Vậy mà ai ác ôn nhắn tin con nói má chết rồi. Lát sau bên vợ ông giáo và mấy thầy cô đồng nghiệp chở đồ phúng điếu vô đến, hay rõ sự việc ai nấy cười ngất. Sẵn đồ đạc thôi thì họ làm một bữa tiệc ăn mừng.
Bấy giờ ông giáo rất vui, ông không oán trách kẻ trát mình vì vụ chơi khâm vừa qua giúp ông nhận được bài học quý. Mẹ còn là nguồn hạnh phúc lớn lao, chớ có thờ ơ uổng phí. Chuyện thứ sáu, cảm nhận. Có một cháu hỏi: Bác hai, câu thành ngữ máu ai thơm thịt nấy là sao hả bác? Thì mẹ thì rất thương con. Có khi con bò chơi dưới đất mặt mày lem luốc mà mẹ vẫn ẩm bồng hôn hít một cách ngọt ngào, thơm lắm. Máu ai thơm thịt nấy là vậy á. Các câu tục ngữ luôn luôn ý nghĩa rất sâu xa, mà câu này con nghĩ mãi thấy nó cũng tầm thường, có gì đâu. Nay bác nói con mới nhận ra đó. Cái đầu không biết đâu, cái tim mới nhận được. Chuyện thứ bảy, tụng niệm cái nào hơn? Một ông bạn hỏi bác hai: Theo ý anh tụng niệm cái nào hơn? Bác trả lời: Hai cái đó chẳng có cái nào hơn cái nào hết. Hơn kém do sự dụng tâm của con người. Nếu mình niệm Phật mà thấm nhuần các đức từ bi hỷ xả của Phật và đem ứng dụng vào đời sống, cái tác dụng đó mới đáng kể. Còn tụng kinh mà hòa nhập cuộc sống sát với nghĩa lý trong kinh thì sự tụng kinh ấy mới có giá trị. Ngược lại, nếu niệm Phật mà không thể hiện được đức từ bi hỷ xả của Phật, tụng kinh mà không thấu được nghĩa lý, không sống khế hợp với lời dạy trong kinh cũng như trả bà vậy thôi. Tóm lại, do dụng tâm đúng sai mà có hơn kém, chẳng phải do tụng hay niệm đâu. Ông ấy hỏi tiếp: Theo tôi nghĩ, mình khởi tâm muốn niệm Phật là động, niệm 5-10 tiếng rồi khởi tâm niệm Phật thêm là động nữa, vậy có phải động không? Bác hai đáp: Đúng rồi, khởi tâm niệm Phật là động. Nhưng thí dụ nhà hàng xóm gặp tai nạn nguy cấp, mình lo lắng cứu giúp lăng xăng thì đó là động mà lòng mình cảm thấy bình an. Đó là động mà vẫn tịnh. Lại có khi mình ngồi không, chẳng làm gì hết, lại không an. Ta nên nhận chân lẽ động tịnh. Chuyện thứ 8, sống chết là một. Có người hỏi: Bác hai, sống chết là một là sao hả bác? Bác đáp: Mỗi một ngày qua, có thể nói mình sống thêm được một ngày, hay bảo rằng mình đã chết đi hết một ngày cũng đều đúng. Chuyện thứ 9, xin một lời khuyên. Có mấy cháu đến nhờ bác dạy cho những kinh nghiệm tu hành. Bác trả lời: Bác chẳng có kinh nghiệm gì hết, chỉ coi kinh mà tu như mấy cháu vậy thôi. Mấy cháu năn nỉ: Bác hai, thôi thì bác cho cháu một lời khuyên đi. Bác nói: Việc tu hành đều quan trọng là phải thành thật với chính mình. Nếu không thành thật với mình thì không thể tu được. Với người đôi khi ta có thể giấu được. Vì sao? Bởi có những sự thật không nên nói, vì nói không có lợi. Chuyện thứ 10, khỏi kỉnh. Bác có người bạn trường chay, vừa sắm thùng suốt lúa mướn. Có lần bác ghé thăm chơi, xem việc làm ăn của bạn có khá không. Ông bạn ấy than thở: Làm kiếm ăn được, có điều từ hôm suốt lúa mướn đến nay tôi hay nổi sân quá chừng. Nhiều cái tức lắm á, anh coi. Hai ba chủ ruộng qua đây kéo tiếp thùng suốt đến đất của họ đặng suốt. Đến nơi có một bà đó đòi phải suốt cho bà trước, vì bà bận việc nhà. Bà cử nữ gian dội rồi, tức quá trời tôi la lên: Bộ bà là mẹ người ta hả? Đẩy thùng qua mệt muốn chết bà không tiếp, giờ dành suốt trước. Anh thấy đại loại như vậy, theo máy suốt riết rồi tôi hung dữ lắm rồi. Anh ở lại chơi rồi chỉnh với tiếp giùm tôi nha. Bác trả lời: Thôi được rồi, khỏi chỉnh, cứ để như vậy đi. Người ta gặp ai ăn chay trường họ mới ngán, không dám ăn hiếp đâu. Chuyện thứ 12, về Tây Phương. Một lần nọ bác về viếng chùa Tây An và thăm mấy cô cư sĩ tu thuở trước. Lâu quá mới gặp lại, ai nấy đã già cả hết rồi. Mấy cô mừng bác và trách:
Sao lâu ghê bác không về đây chơi? Thỉnh thoảng bác ghé qua để khuyến thấn tụi tôi tu tiến, đặng có về Tây Phương, chứ ở cõi ta bà này nhiều chuyện bực ơi là bực. Bác nói: thôi về trển làm gì, ở trần này mà biết thương yêu tha thứ và đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau cũng vui rồi. Về Tây Phương mà người ngồi cao người ngồi thấp rồi thấy nguýt lẫn nhau cũng vậy hà. Chuyện ba phải: làm biếm tu được không? Có một cháu gái hỏi: con làm biếm chắc tu không được hả ông? Bác trả lời: làm biếm tu là khỏe nhất. Ông cũng tại làm biếm mới tu á, lo gánh vác gia đình, vợ con đau đói, làm ăn thắng thối lỗ lời mà chết, làm biếm nên mới chọn đường tu là đúng rồi. Hay lo quá tu được không? Một cháu thợ may hỏi: con tánh hay lo bá ban vạn sự, lu bu chắc tu không có được quá chú. Bác trả lời: tánh hay lo tu được lắm cháu. Thứ đặng không mừng mất không lo mà tu gì. Hay lo là tu được, cứ tu đi. Hèn chi người ta bảo chú là ông già ba phải, cái gì cũng được cũng phải hết. Chuyện thứ 13: thét thẳng con đường. Có cô ở Long Xuyên, tu lâu rồi mà thường gặp chuyện buồn phiền bức rứt trong lòng. Gặp bác, cô ấy hỏi: anh hai à, không hiểu sao tôi tu mà cứ gặp chuyện lu bu hoài không yên. Bác trả lời: tại cô chưa thét thẳng con đường. Cô làm thinh, mấy tuần sau gặp lại cô nói: hôm trước anh nói mà tôi không dám cãi, vì xưa nay anh nói ít trật lắm. Nhưng việc này tôi nghĩ mãi chưa ra. Tôi thì đã quyết tâm tu từ lâu, nguyện dù bỏ thân chứ không bỏ đạo. Mà anh bảo tôi chưa thét thẳng con đường là ý làm sao? Chỉ cháu nội của cô ấy, bác đưa ra thí dụ: nè, như đứa nhỏ bò ra lan can nhà phía sau mấy sông sắp té, cô thấy vậy gấp rút ra bồng nó lên. Lúc ấy những chướng ngại vật như là cây củi, bàn ghế, ly chén gì đó nằm ngổn ngang giữa đường đi, cô bước tránh nó dễ dàng ra ra ẩm cho kịp đứa nhỏ, chứ không cảm thấy bực dọc và rầy la như thường ngày. Cô tu mà không thét thẳng con đường nên còn bận bịu vô số vấn đề vặt vãnh không đâu, không hỷ xả, cứ ôm đờm đủ thứ nên cô luôn luôn gặp phiền não là vậy á. Chuyện thứ 14: tâm đạo kiếm bài. Một hôm bác nằm ở nhà người quen đọc quyển Khuyến Thiện, đọc đến đoạn thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Cô gái của chủ nhà ở đâu dưới bếp chạy lên hỏi: bác hai, kiếm bài gì ở đâu bác? Bác nói: thì bài đang học đây nè. Bác nói xong vừa vạch vạch quyển kinh. Cô nói: con hỏi thiệt mà. Bác trả lời: thì bác cũng nói thiệt mà. Con nghe tiếp vài câu nè: sách Khuyến Thiện miệng kêu không ngớt, mà nào ai có thức dậy tầm. Đây là bài học trong tay mình, hãy ráng tìm cho hiểu lý để tu hành, đừng mong ngóng diễn vong, phải không con? Cô gật gật đầu chạy tuốt xuống bếp. Chuyện thứ 15: tu không tiến. Có cô cư sĩ hỏi: chú hai ơi, sao tu hoài mà không thấy tiếng? Bác nói: về kiếm chuyện gây lộn một trận với người ta tơi bời thì nó tiếng hả? Cô tưởng nói chơi nên lặp lại câu hỏi một lần nữa. Bác trả lời y như vậy rồi thôi. Vài tháng sau gặp lại, cô nói: hôm hổm chú nói nay con đã biết rồi. Bác cũng không hỏi xem cô hiểu biết ra sao. Sở dĩ bác trả lời với cô ấy như vậy là vì thấy cuộc sống của cô rất bằng phẳng, êm đềm, không có đụng chạm, chẳng có gì để thắc mắc suy tư, để sôi rội lại lòng mình. Chuyện thứ 16: thử lòng. Có mấy cháu gái đến chùa Từ Quang tu học một thời gian. Trong chùa có bà Năm cũng vào chùa tạm trú để niệm Phật. Bà Năm rất khó tánh,
không ai biết làm sao mà chiều theo bà được. Bà thường trầy la trách cứ các cháu, nhất là mấy đứa cháu gái, rằng chúng nó phiền muộn than thở mãi. Ông trụ trì chùa thường xuyên khuyên răn bà, nhưng tre già khó uống. Bác hai thương xót các cháu vì mến mộ đạo đức mới đến đây học hỏi mà phải chịu cảnh rây rứt buồn phiền này. Một hôm bác đến am mấy cháu để khuyên nhủ: người tu nhờ những cái bất như ý, những sự va chạm khó khăn để có dịp sôi rỗi lại lòng mình mà tu sửa. Mình tu không lẽ ra ngoài sớm chọc cho thiên hạ mắng mình để mình tu? Thôi, sẵn có bà Năm rắc rối ở đây, mình tu với bả đi, khỏi mất công chọn người khác. Nhờ lời khuyên có vẻ tiêu tiếu đó mà mấy cháu mát mẻ suốt thời gian tu học ở chùa. Mỗi lần bà Năm rắc rối rầy la chuyện gì đó thì mấy cháu nhìn nhau cười cười là hết chuyện. Chuyện thứ 17: tự do và trói buộc. Có người thắc mắc, làm phước thiện mình có bị trói buộc bởi phước báo của mình không? Bác nói: mình được tự do trong nghiệp lành chứ không được tự do trong quả ác. Thí dụ số mình được phước báo mạnh khỏe sống lâu mà mình không muốn sống thì cứ tự giận đi. Hay mình đang giàu có mà không muốn giàu thì có quyền bỏ đi dễ dàng. Ngặt cái là mình đang đau ốm hay nghèo khổ mà mình không muốn cũng chẳng được. Vì lẽ đó mà chư Phật tổ dạy mình phải làm lành làm phước là vậy á. Nghiệp lành đã không trói buộc được mình mà nó còn giúp mình tiến nhanh trên đường đạo nữa. Chuyện thứ 18: sạch vọng chết còn gì. Ông giám có xem qua quyển Tòng Lâm Cổ Tích của bác hai, ông giám thích lắm. Một hôm ông giám ghé thăm người bạn của bác, cười nói: tôi tin tưởng bác hai như sanh kiếp này sẽ sạch vọng. Người bạn kia kể lại cho bác nghe, bác cười nói: người ta sống nhờ có ba cái vọng, sạch vọng chết còn gì. Ít lâu sau gặp ông giám, bạn bác thuật lại câu nói trên của bác. Nghe qua, ông giám cười nói: bác hai nói vậy tôi hiểu. Chuyện thứ 19: bình thiên không bình địa. Một cô hỏi: mình thương con cháu đồng như nhau, nhưng sự lo lắng giúp đỡ không đồng, vậy có bất công không? Bác hai đáp: không có bất công đâu. Tình thương như nước, bình thiên không bình địa, có nghĩa là bằng mặt trên chứ không có bằng mặt dưới. Mặt nước tuy phẳng nhưng đáy nước chỗ sâu chứa nhiều, nơi gò nóng chứa ít nước hơn. Con cháu mình thương đồng, nhưng đứa nào khờ khạo tật nguyền tìm lo cho nó nhiều hơn đứa khôn ngoan dỗi dắn. Phật cũng vậy, người thông minh trí tuệ Phật chỉ dạy vài ba lời thôi, còn kẻ hạ căn kém trí tuệ Phật phải dạy dỗ đủ điều, thậm chí phải hy sinh chịu gian khổ dùng mọi phương tiện để giáo hóa. Chứ Phật đối với chúng sanh tình thương vẫn bình đẳng như nhau. Chuyện thứ 20: thiện nghệ. Có đứa cháu chuyên làm bơm nước và sửa máy. Thỉnh thoảng vợ chồng nó đến thăm bác. Bác nói với nó: con à, mình tu hành không phải có thiện tâm thiện chí mà đủ, cần phải thiện nghệ nữa. Ví dụ như nghề làm của cháu, có thiện chí là làm hết lòng, có thiện tâm mới là không thừa cơ hội đập đổ. Nhưng nếu không thiện nghệ khiến cho máy sửa lẽ ra sử dụng được mãn mùa mà người ta đem về xài nửa chừng lại hư, thế nên không thiện nghệ thì mình vẫn phải còn thiếu nợ cuộc đời. Tu không chỉ có thiện tâm thiện trí thôi mà cần phải thiện nghệ nữa. Tóm lại á, người tu phải hướng về chân thiện mỹ trong mọi mặt nghe con. Chuyện thứ 21: dở bẹt. Có người bạn đến nói với bác hai: tánh tôi hãy thấy đồng đạo mà có thờ bà mẹ sanh thần tài là tôi đã kích kịch liệt à. Thậm chí ngay cả chỗ quen thân nữa tôi còn dẹp luôn cho người ta. Không biết tôi làm vậy đúng hay sai. Bác trả lời: tôi cũng không biết đúng hay sai nữa mà dở bẹt. Chuyện thứ 22: chua ngọt. Trước đây có dạo bác nương ngụ trong một ngôi chùa xa hẻo lánh.
Bác thường bực mình vì mấy đứa trẻ ngoài sớm vào chùa phá phách bẻ trộm cây trái. Chúng nó biết người tu không đánh đập hay thư gửi gì nên quá lòng hành. Gặp người trong chùa chúng bỏ chạy, nhưng vắng người là chúng trở vô phá nữa. Giận quá bác thường mắng chúng là đồ quỷ phá nhà chay. Nhưng thôi, mình đã lỡ tu phải ráng nhẫn dằn. Một thời gian sau bác trở về quê. Chùa chỉ còn một ông trụ trì già yếu, không đủ sức dọn dẹp nên cây cỏ tùm trông rất điều hiu quạnh quẻ. Năm năm qua, một hôm có dịp đi ngang, bác ghé tạt vào thăm lại chùa xưa. Vừa vào đến sân gặp hai ba chú em đang làm cỏ. Chúng thấy bác đồng đứng dậy lên chào. À bác hai, tôi bác hai mới về. À bác hai mới về hả bác hai? Xem chỉ lại, đó là mấy thằng tiểu quỷ thường vào chùa phá phách thuở trước. Nay chúng đã 19-20 tuổi. Bác hỏi: Tụi bay làm gì đó? Dạ dọn cỏ rác quanh chùa chuẩn bị lễ rằm sắp tới đó bác hai. Ồ, tốt quá. Bác khen chúng và từ từ đi vào chùa, vừa ngâm nho nhỏ như để chính mình nghe. Chúa về bởi nó còn non, chín rồi sẽ ngọt không còn chua đâu. Chuyện thứ 23, tính buôn. Người bạn bác bán thuốc tây, anh cũng lo tu hiền. Một hôm gặp nhau, anh em hàn huyên một hồi, bỗng anh hỏi: Anh hai à, anh nhắm chừng nào đời tới? Đời tới có nghĩa là một biến cố lớn làm thay đổi tất cả, cũng có nghĩa là ngày tận thế. Bác bèn hỏi: Chứ vậy? Thì đặng coi gần tới để mình buông. Bác nói: Chờ ăn không được mới buông, ai mà mang ơn, muốn buông thì buông trước đi. Chuyện thứ 24, chủ nhân ông. Lần đó người bạn bác đang giảng đạo cho mấy cháu. Bác vừa bước tới, anh ấy nửa đùa nửa thật nói: Ồ hay quá, có ông quỷ cốc tiên sinh đây nhờ ông giải nghĩa dùng câu này. Mấy sắp nhỏ nó hỏi khó tìm cho gặp chủ nhân ông, vậy làm sao tìm? Bác nói: Ôi thầy đã nói khó tìm, vậy tìm chi chỗ cực. Có người hỏi tiếp: Không tìm rồi sao gặp bác hai? Bác nói: Thì mình làm chủ lấy mình dễ hơn. Chuyện thứ 26, thường niệm. Có chú em đến khoe với bác: Bác hai, dạo này con tu tinh tiến lắm bác. Ngày công phu ba thời, mỗi thời ngồi niệm Phật hơn 2 tiếng mới xả. Bác hai cười trả lời: Vậy à? Còn người ta không ngồi mà cũng không xả. Chuyện thứ 27, đền tứ ân. Mấy cháu cư sĩ hỏi bác: Tứ ân biết đền làm sao cho rồi hả bác? Đó là câu hỏi của mấy cháu cư sĩ, và còn hỏi thêm là đền ân nào trước, ân nào sau. Bác trả lời rằng chuyện đời không khi nào rồi đâu, tứ ân cũng thế. Có điều đối xử nhau tất tình là rồi, còn việc trước sau không cần phải chọn lựa gì hết, gặp đâu làm đó. Thí dụ cha hay mẹ bị bệnh rất nặng, mình phải chạy đi mua thuốc khẩn cấp. Nhưng khi chạy đến bờ sông, trước khi qua cầu, bỗng mình thấy đứa bé rớt xuống sông, rồi còn phải cân phân việc nào lớn, việc nào nhỏ, làm trước làm sao hay sao. Không thể chậm trễ, phải nhào xuống vớt nó lên ngay. Không may lúc nhào xuống lại bị một cây tột ngầm đâm chết đi, không mua thuốc được, chẳng vớt được đứa bé, cũng chưa đem thân giúp ít nước non gì cả. Thế mà mình cũng trọn nghĩa ân, và mọi người ai cũng đều nghiêng mình trước kẻ vị nghĩa dông thân. Tất tình với nhau là rồi, chứ còn chuyện đời không bao giờ hết. Cũng có hai cháu ở một địa phương xa xôi, dùng đó ít ai tu hành, chỉ có hai đứa nó tu thôi nên thương nhau lắm. Một đêm nọ có tiếng la cháy nhà, thằng này chạy ra thấy nhà bạn nó bị cháy. Nó chạy bất kể chết sang tiếp cứu, rủi đụng phải cây dừa người ta kê bên đường để cưa. Nó té xỉu một hồi mới thở được,
đau đớn vô cùng mà nó cảm thấy sung sướng vì đã hết lòng với bạn mặc dù không tưới được gạo nước nào cả. Chuyện thứ 28. Như một đam mê. Có người hỏi: Bác Hai ơi, đến giờ công phu ngán quá chừng à, làm sao cho đừng ngán hả bác? Bác trả lời: Thì hãy biến nó thành một đam mê thì hết ngán. Công phu cúng lại mà nhậm gì với việc đá banh, vậy mà người ta vẫn mê đến quên ăn á. Hồi nhỏ mỗi lần đang ăn cơm mà nghe ngoài sân tiếng đá bình bình là trong này tôi lua riết cho rồi, không cần biết ngon lành gì nữa, lẽ đặng chạy ra đá banh. Đá banh đâu phải khỏe, lắm lúc mệt muốn đứt hơi, nhưng vì ham quá nên uống ngán. Cho nên phải biến công phu thành một đam mê, thời công phu sẽ vô cùng thích thú. Chuyện thứ 29. Làm chuẩn. Có người hỏi: Sao mình công phu mà trong lòng cứ nghĩ hết chuyện này đến chuyện nọ lăng xăng, làm sao cho nó yên chú Hai? Bác nói: Hồi đó tới giờ có thời công phu nào chú thấy vừa ý không? Nghĩa là khỏi phải kiềm chế gò ép mà lòng vẫn thanh thoát yên vui á. Dạ cũng có đôi khi á. Vậy thì ôn lại xem, hôm ấy làm sao mà tâm được an như vậy? Rồi cứ lấy cái đó làm chuẩn, giống như mình đóng đinh dưới nước, cứ nhịp nhịp đầu đinh cái nào đúng thì cứ theo đó làm chuẩn mà đóng tiếp thôi. Chuyện thứ 30. Hối tiếc. Có ông bạn nhà bên cạnh đường, một tối nọ ông đang công phu trên gác, bỗng nghe tiếng than vãn dưới đường: Trời ơi, giờ này làm sao dám kêu cửa nhà ai để mượn ống bơm đây, biết có ai để hỏi không? Trong khi đó, nhà ông có ống bơm, ông cũng biết người ta đang ngặt lắm, muốn kêu cho mượn nhưng sợ lỡ dở thời công phu nên thôi. Công phu xong, ông mới thấy thời gian thừa thải làm sao, lòng cảm thấy hối tiếc tự trách mình. Phải lúc nãy mình ngưng công phu, kêu cho mượn cái ống bơm, người ta mừng biết bao. Đây cũng là dịp để mình tu, để mình thể hiện tinh thần đạo đức, ban vui cứu khổ. Rồi bây giờ mặc sức mà công phu đến sáng cũng được. Nghe xong, bác Hai nói: Chú suy tư như vậy là tiến bộ lắm, chắc chắn lần sau sẽ không để dịp mai trôi qua khỏi phải hối tiếc như vậy nữa. Chuyện thứ 31. Giả chơi. Có một đứa cháu đến thăm bác và nhờ bác chỉ dạy phương pháp tu hành. Bác nói: Cháu ghé thăm bác, bác cảm ơn. Còn việc tu hành á, xem kinh giảng mà tu. Bác Hai cũng xem kinh để mà tu đó. Nó nài nỉ: Bác Hai ơi, ngặt con còn kém quá à, không phân biệt được giả chơn. Thôi đừng bày đặt phân biệt, bỏ giả tiền chơn lu bu lắm. Có điều cháu nên nhớ là ngoài cái giả không có cái chơn. Đứa cháu suy nghĩ một lát rồi nói: Con hiểu câu đó. Bác thí dụ: Thì thân mình là giả thân, thân cha mẹ cũng là giả thân. Thế mà đem giả thân này hết lòng phụng sự cho giả thân của cha mẹ, cái hiếu đó không có giả, nó có sức cảm động đến đất trời. Hay trái lại, đem giả thân này ở tệ bạc với cha mẹ, cái bất hiếu đó không giả nghe, tội đọa đến địa ngục A Tỳ á. Một thí dụ nữa nè, như là mình đem đồng tiền bát gạo giúp cho kẻ khốn cùng đói khó, thân kẻ đó là giả thân, của mình là giả của, vậy mà cái phước đó không giả nghe. Kinh có câu: Trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Ngoài cái giả không có cái chơn, hay là mình nói trong cái giả có cái chơn cũng vậy luôn. Chuyện thứ 32. Đúng hay sai. Có chú hỏi: Hằng ngày ăn chay, công phu, lạy Phật, xem kinh, niệm Phật, thăm thiền, vậy đúng hay sai hả bác Hai? Đây là câu tiền đề dọn đường cho một câu phản đề khác mà nó sẽ hỏi sau. Bác Hai trả lời: Mấy điều chú em nói đó cái nào cũng rất đẹp, hằng ngày làm được mấy điều trên là quý lắm rồi. Nhưng hãy xét lại lòng mình xem có bình an thoải mái không, và trí tuệ có minh mẫn không.
bác chỉ nói đến tới minh mẫn thôi chứ không nói đến phát huệ. Nếu lòng mình bình an thoải mái, trí tuệ minh mẫn là đúng. Ngược lại hằng ngày vẫn làm như trên mà lòng còn u buồn rây rứt, trí tuệ còn mờ mịt là còn sai. Hãy tự tìm mà sửa lấy. Dù như cái máy mới sửa, thay toàn bộ cái gì cũng tốt cả, nhưng quay không nổ. Hoặc nổ mà không có êm, vậy là còn sai, còn trục trặc cái gì đó, phải chỉnh lại cho đúng nó mới êm. Bác không biết chú nó định hỏi gì, nhưng khi trả lời như vậy, hình như chú ấy thỏa mãn không hỏi thêm nữa. Chuyện thứ 33, rút lui lẹ lẹ. Có lần bác ghé nhà người chị thăm chơi, cơm sáng xong bác chiếu về. Chị ấy nói: mới ăn cơm rồi không nói gì hết, về sao? Bác trả lời: để tôi nói chuyện này cho chị nghe. Bữa đó có hai cô gái đi đằng trước, anh bạn tôi đi sau. Nghe mấy đứa nó nói với nhau: mày nữa có chồng, chỗ nào bà già ăn chay trường mày á, bái tổ rút lui lẹ lẹ nghe. Thì cái cô kia mới hỏi là sao vậy? Cô nọ trả lời: thì mấy bạn chay trường khó vàng trời mây đi. Kể đến đây bác hai nói với chị chủ nhà: thôi để tôi rút lui lẹ lẹ nghe. Chị cười đáp: dạ được, chuyện kể đó đủ bữa cơm rồi. Chuyện thứ 34, nên theo câu nào? Một nữ cư sĩ hỏi bác: bác hai, kinh có câu rằng sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì mới được tòa chương dựa kế. Chỗ khác lại có câu: tu không cần lạy cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa dậy thì mới mau. Vậy phải theo hai câu nào mới đúng? Bác trả lời: theo hai câu sau mới chánh, còn sự công phu lễ bái chỉ là điều phụ thuộc. Cúng với lại khó trừ cho đặng, nó là điều phụ thuộc để nhắc nhở mình nhớ bổn phận mà thôi. Tóm lại phải theo hai câu sau, nhưng mà nên xét kỹ nghe. Có làm biến thì phải sửa ngay, ngồi đâu cũng sửa, làm vậy á. Cô nói: vậy là không thể bỏ câu nào cả. Chuyện thứ 35, cháu phụ tôi rồi. Một hôm nói chuyện với các cháu về cái khổ nằm ở trong lòng mình, khỏi phải lo đổi thay ngoại cảnh, rồi bác đưa ra câu chuyện rằng bác có một người bạn mang một nỗi khổ tâm cực kỳ nghiêm trọng về vấn đề gia đình. Anh quyết định tự vận. Đêm ấy anh viết thư tuyệt mạng xong, vừa bưng ly độc dược lên uống, anh chợt nhớ đến mấy người bạn cư sĩ ở núi Cấm. Anh liền nghĩ lại: thôi, kể như mình đã uống và đã chết rồi, mai đi tu quách cho xong, ai làm gì đó thì làm. Hạ quyết tâm xong, lòng anh rất yên ổn. Sáng hôm sau anh lên núi Cấm tu. Xế chiều anh em kéo nhau lên vồ Bồ Hông ngồi nhìn xuống núi. Anh nói: hồi hôm nếu tôi uống ly nước đó thì bây giờ đã chôn cất xong rồi, ai về nhà nấy, riêng tôi thì phải nằm dưới lòng đất lạnh. Hay, việc đợi thì vẫn cứ trôi qua. Kể xong bác kết luận: nỗi khổ đến tự vận không phải là nhỏ, vậy mà anh chỉ đổi quan niệm thôi. Anh xem như mình đã chết rồi, tự nhiên anh hết khổ, bước sang một giai đoạn khác như là trở bàn tay. Thì ra cái khổ nằm trong lòng mình chứ không nằm trong cảnh. Trường hợp của anh bạn trên hoàn cảnh vẫn còn y mà ảnh còn được yên tâm nữa. Ngay lúc đó có một cháu cư sĩ lẹ miệng nói: thì mượn chánh tịnh cho lòng thanh tịnh, chưa phải là chân chánh pháp môn. Ông ấy tu như vậy có đúng không bác? Bác bèn than: trời ơi, vậy là cháu phụ tôi rồi. Chuyện thứ 36, sống như lục bình. Một hôm bác ghé thăm chú Tám, người bạn cư sĩ. Gặp bác, chú liền than phiền: hơi thiệt tình, bây giờ không biết sống làm sao cho yên nữa, hết gặp chuyện này rồi tới chuyện nọ. Bác nói: thôi, sống như lục bình vậy, có trôi đâu tấp đâu hay kệ. Lục bình đâu có quyền đòi hỏi một bến đỗ an toàn, chỉ một lượng sóng nhỏ, một làn gió nhẹ cũng đủ làm nó tan tác.
vậy mà nó vẫn nảy nở và trổ bông được à. Vậy là nó đã thể hiện được sức sống của nó rồi. Còn mình sống giữa biển trần đầy sóng gió cũng vậy, đâu ai chịu cho mình một bến đỗ an nhàn. Ơi thôi thì kiếp phù sinh có truân chuyên trôi dạt thế nào cũng mặc, điều quan trọng là làm sao tâm hồn mình trưởng thành và thăng hoa là được rồi. Chuyện thứ 37, sao không bền. Có một đồng đạo hỏi: sao có người tu hạnh rất cao, thấy dễ nể luôn, rồi ít lâu sau lại sa ngã bỏ đạo? Bác đáp: không cánh mà tung mình lên để bay thì phải rớt thôi. Có người tu thiệt là tinh tấn, ít lâu sau lại lùi sụt giải đãi. Sao vậy? Đi nhón gót thì đi chơi được ít vòng, chứ đi lâu dài sao được, phải không? Chuyện thứ 38, giọt nước cành dương. Một vị nữ tu xuất gia ở chùa, cô bị đau tim, con nhà nghèo, học vấn kém. Cô hay tủi thân, mặc cảm vô phước nên cứ buồn khóc hoài. Đồng đạo khuyên lên, cô lại càng khóc nhiều hơn. Một hôm, sư Giác Thành đến chơi, cô trụ trì trình bày sự tình và dẫn cô ra nhờ sư khuyên giùm, biết đâu có duyên giúp cô bớt khổ được. Sư Giác Thành nói với cô ấy: khóc được cứ khóc, mà thay vì khóc cho bản thân mình nên khóc giùm cho kẻ khác, mình sẽ hết khổ. Sự thật dù định mệnh có khắc khe đến đâu, nhìn kỹ xung quanh mình vẫn còn có biết bao nhiêu người đáng khóc hơn, đau khổ hơn. Khóc thương cho kẻ khác, cháu sẽ được niềm vui. Nhìn ra sân chùa thấy tượng Quan Thế Âm lộ thiên, tay cầm tịnh bình, tay cầm nhành dương liễu, sư Giác Thanh nói tiếp: giọt nước mắt vị tha là giọt nước cành dương, nó rưới tan những ưu sầu phiền não. Còn giọt nước mắt khóc cho bản thân là giọt lệ đắng cay. Tánh hay khóc thì khóc giùm cho người ta, mình sẽ hết khổ con ạ. Ít lâu sau có mấy cháu gái gặp sư Giác Thanh cho hay: nhờ khuyên mà cô ấy dạo này bớt khóc nhiều lắm rồi, cổ mừng lắm. Chuyện thứ 39, tại sao phải tu. Có người hỏi: Bác hai, kinh có câu nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vậy sao ta phải tu bác hai? Bác trả lời: câu đó không phải để tìm giải đáp chung, mà mỗi người nên tự hỏi và tự trả lời. Câu trả lời cũng thay đổi theo hoàn cảnh và trình độ tiến hóa của mỗi cá nhân. Có người buồn việc nhà, thất vọng hoặc sợ tận thế rồi phát tâm tu. Như bác hai nè, vì bị bệnh lao phổi tuyệt vọng mới tu. Rồi thời gian qua, lời giải đáp cũng thay đổi theo sự trưởng thành của mình. Bây giờ bác hai tu không vì tuyệt vọng nữa, mà thấy đường tu rất đẹp, tu là hạnh phúc, cho nên vẫn theo đuổi việc tu hành. Và nếu ngày mai trưởng thành hơn nữa, câu trả lời sẽ khác và xác thực hơn. Chuyện thứ 40, hơn ở học nhiều. Có mấy cháu tìm đến học hỏi kinh nghiệm tu hành với bác hai. Bác thường nói: thật ra bác có giỏi gì hơn mấy cháu đâu, có chăng bác hơn ở chỗ bác học với mấy cháu nhiều hơn mấy cháu học với bác. Mấy đứa cháu hơi hoài nghi lời nói đó, nhưng đó là sự thật. Cái khôn ngoan hay cái sai lầm quê dốt của kẻ khác đều là bài học quý cho mình, có điều cần phải nhận ra được những bài học ấy. Nhận được cái ngu là khôn, nhận được cái quấy là phải. Chuyện thứ 41, xịt sâu tội không. Hồi trước lúc còn ở chùa Từ Quan, bác có làm 4 công lúa thần nông. Có cô cư sĩ đến hỏi: anh làm lúa có xịt sâu không? Có chứ. Xịt vậy có tội không? Tội chứ, mình giết người ta mà. Tội sao anh làm? Không làm để người khác làm mình ăn, đã có tội mà còn thêm tánh xấu nữa, là tánh ăn gian đó. Chuyện thứ 42, mình hay ma. Có bà già đau mê man mấy ngày rồi tỉnh lại. Bà nghe người xung quanh bàn tán rằng có người chết rồi bị ma nhập xác, sống lại ăn uống thời gian, chừng ngã ra chết là sình lên rồi lúc nhúc.
Thế nên bà bàng hoàng ngờ vực, lo ngại, không biết mình đây là người hay là ma quỷ nhập. Thậm chí con cháu về đêm cũng ơn ớn bà nữa. Bà đem tâm sự tham giảng với bác. Bác giải thích: nếu chị biết sợ, vậy chị là chị chứ ai. Nói vậy mà thấy bà vẫn chưa yên tâm, bác đổi lối dẫn dụ khác: Thôi kể như mình là ma đi. Ma hay quỷ không phải là vấn đề, miễn mình còn biết niệm Phật, còn sợ cái tội phước, lo tu hành, vậy là đủ rồi. Kinh có dạy: dỗ tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Như vậy dù mình là người hay ma quỷ cũng chẳng sao, miễn người còn biết tu hiền niệm Phật là được rồi. Nghe tới đó, bà mỉm cười có vẻ an tâm lắm. Chuyện thứ 43, nói lại cho đúng. Có cháu cư sĩ thường đến mua sách ở một sạp bán sách giảm giá tại thành phố và quen thân với chủ sạp. Một hôm nó đến đó tìm mua sách, chợt có người khách cũng quen với chủ sạp ghé vào. Gặp nhau họ bàn bạc về vấn đề tôn giáo một hồi, cuối cùng người khách nói: đạo Phật là chủ trương làm lành. Chủ sạp bác lại: không, đạo Phật không chủ trương làm lành. Câu chuyện đến đây thì người khách cứu đi. Cháu cư sĩ về nhà trọ mà lòng cứ mãi bức rứt. Đến sáng, thay vì ra bến xe miền Tây, nó quay lại sạp sách hôm qua. Chủ sạp hỏi: ủa, anh bảo hôm nay về sao còn trở lại? Cư sĩ đáp: hôm qua nghe anh nói với ông khách bàn luận về đạo Phật chủ trương và không chủ trương làm lành đó, tôi chưa có thỏa mãn, vì nói như vậy chưa có đủ. Người bán sách hỏi: vậy thưa anh phải nói làm sao mới đủ? Theo tôi đồng ý với anh là đạo Phật không chủ trương làm lành, nhưng hãy làm ra đều là làm lành cả. Người bán sách tươi cười gật đầu tỏ ý rất hài lòng. Cháu cư sĩ nói tiếp: vậy là mai tôi có thể về rồi. Chuyện trên được kể lại cho người bạn bác hai nghe. Anh ấy nói: tôi cũng vậy, có lần trả lời lỡ một câu mà không ngủ được. Hôm ấy có mấy cháu gái đến thăm tôi, nó than vãn việc làm ăn thất bại lỗ lã và nói sự tổn thất nhiều mặt nặng nề do sự túng quẫn gây nên. Chúng nó mới kết luận mất tiền là mất tất cả. Bác hai trả lời: Và câu chuyện kết thúc. Trời tối mấy cháu về nhà quen nghỉ, còn lại một mình bác ôn câu chuyện đàm luận với mấy cháu ban nãy. Bỗng nhớ lại việc mình tán thành câu nói mất tiền là mất tất cả là sai rồi. Thế là bác ngủ không yên. Khoảng 4 giờ sáng, bác chống dậy lần mò đến nhà quen mà mấy cháu nghỉ trọ để đính chính. Gặp chúng nó, bác nói: câu nói mất tiền là mất tất cả mấy cháu hỏi đêm qua, bác vậy là sai, không có đúng đâu. Mà chỉ có mất đạo mới là mất tất cả. Nói xong, bấy giờ lòng bác mới được yên. Chuyện thứ 44, không hết tham. Có đạo hữu hỏi: sao tu hoài không thấy tiếng, không hết tham? Bác trả lời: bởi vì không trao sửa tấm lòng, chỉ đổi đối tượng nên tu hoài cũng vậy. Hồi chưa tu thì ham quyền thế tiền của, bây giờ tu rồi thì tham phước đức, mong cho mau thành Phật thành tiên. Đó cũng là lòng tham thôi. Đổi đối tượng chứ không đổi lòng tham, có khi còn tham hơn nữa. Vậy nên tu hoài mà không hết tham là vậy. Chuyện thứ 45, khổ nhất trần gian. Bác làm quen với mấy cháu làm giáo viên. Tụi nó thuật có một cô ở gần nhà luôn than vãn: tôi là người khổ nhất trần gian. Bác cũng không hỏi xem khổ cái gì mà dữ vậy. Ít lâu sau, có dịp bác ghé lại đó chơi, mấy cháu nói: cái cô mà có lần tụi con nói với bác là khổ nhất trần gian đó, bây giờ hết khổ nhất rồi. Sao vậy? Dạ bởi có lần cổ đi vô miệt đồng bên dưới kinh, tại đó có chiếc xuồng cà rèm của hai vợ chồng nghèo lắm, người vợ còn ôm con đỏ hỏn, mà họ cứ cắn đắng gây gỗ nhau luôn.
Tối nọ không biết xảy ra chuyện gì mà ông chồng đánh chửi bà vợ thậm tệ rồi đuổi lên bờ. Còn hăm he, nhà nào mà chứa vợ ổng, ổng sẽ phá nhà đó luôn. Bà vợ phải ngồi ôm con dưới gốc cây mà khóc suốt đêm á bác. Cho nên cổ thấy xong rồi cổ nghĩ, người ta thân phận đàn bà như cổ mà vô phước quá, đang nghèo đói khổ sở mà còn gặp ông chồng chẳng ra gì, lỗ mãn vũ phu không tình nghĩa gì hết. Cổ thông cảm và xót thương người đàn bà kia. Cổ nghĩ là cổ có đem tiền theo cổ sẽ giúp đỡ phần nào. Thì ra gặp cảnh đó nên bây giờ cổ thấy cổ khổ nhì rồi bác. Nhân đó bác nói nhắn với mấy cháu bảo cô ấy nhìn xuống một chút sẽ bớt khổ, cứ nhìn lên mấy bà hoàng hoài thì khổ nhất à. Chuyện thứ 46. Đạo Phật ở đây nè. Một hôm ở chùa Từ Quan, mấy cháu thanh niên ngồi xung quanh nền mộ thầy phó đàm luận đạo đức. Cùng lúc đó có một cháu đang lăn phi xăng ì ạch, đến khi dựng đứng phi lên nó nhấc không nổi. Bác hai chạy lại tiếp nhưng cũng không kham, vì sức bác con nhầm gì đâu. Bác vỗ vào phi xăng bình bình rồi nói lớn: "Đạo ở đây nè, mấy đệ lại đây tu." Chuyện thứ 47. Lỡ việc lên thiên đường. Lần đó bác đạp xe lên Long Xuyên, phía bên kia lề đường gần cầu Rạch Gòi, thấy một người đang bơm xe Honda, một tay thì bơm, một tay thì giới vịn cái dồi xe, trông khó khăn lắm. Bác muốn chạy qua vịn giùm cái dồi cho ông ấy bơm, mà xe trên cầu cứ đổ xuống dốc ồ ạt rất khó qua. Bác đành đạp xe đi luôn. Đi đã khá xa mà trong lòng vẫn còn day dứt. Bác tự nghĩ, phải lúc nãy mình quyết định không ngại khó, qua giúp người thì đẹp biết mấy. Chuyện dù không đáng nhưng thể hiện được tình người. Sự tương trợ đúng lúc cần, dù nhỏ lớn cũng là niềm vui vô hạn. Hôm nay mình đã bỏ lỡ một dịp lên thiên đường rồi. Chuyện thứ 48. Mỗi ngày một bài nguyện mới. Một hôm bác công phu xong, nảy ra một ý nghĩ, bèn nói với người bạn ở chung nhà: "Lẽ ra mỗi ngày mình phải có một bài nguyện mới." Mới ở đây không phải là đặt ra bài nguyện khác, mà là khi đọc bài nguyện, lòng mình phải thiết tha như mới phát nguyện lần đầu vậy, chứ không phải nguyện như học trò trả bài. Chuyện thứ 49. Niệm Phật Bản Lai. Có cô ở Long Xuyên nói với bác: "Anh hai giải dùng thế nào là niệm Phật Bản Lai? Tôi nghe thấy huynh kia bảo xoay cái niệm vô trong làm sao đó mà tôi không hiểu nổi." Bác trả lời: "Tôi không biết niệm theo lối đó." Chừng bác cứu về, cô ấy nói: "Mua bán nhiều lúc cũng phiền ghê, cúng xong ngồi niệm Phật cũng không yên. Người ta cứ kêu mua đồ hoài à, vừa xá ra bán mới ngồi lại thì người khác kêu nữa. Mà nghĩ cho cùng á, cũng tại mình bài buôn bán cho nên mới có cảnh này chứ sao. Nhưng tôi trong cảnh mẹ quá con côi, mà làm ruộng làm sao nuôi con ăn học nổi." Nghe cô than như vậy, bác nói: "Hồi sáng cô hỏi việc niệm Phật Bản Lai tôi không trả lời, vì thật ra tôi không biết cái vụ niệm xoay vô xoay ra làm sao đó. Còn bây giờ để tôi nói niệm Phật Bản Lai cho cô nghe nha. Mỗi khi niệm danh hiệu Phật, cô phải nhớ luôn đến đức từ bi hỷ xả của Phật, để lòng mình nương theo đó mà được thanh tịnh, mà ứng dụng tinh thần từ bi ấy vào trong đời sống. Cho dù người ta có kêu lúc cô đang niệm Phật, cô cứ lấy lòng từ bi hỷ xả ra để xử sự tiếp đãi vui vẻ, mua bán nói năng. Chẳng những có tình có nghĩa mà việc làm ăn cũng phát đạt. Bán xong mình tiếp tục niệm nữa, như vậy vừa niệm Phật vừa có lợi. Nếu chấp ở chỗ tiếng niệm Phật phải dính liền, có người kêu tức bị đứt đoạn, còn niệm Phật như trên thì không bị đứt mà còn có lợi ích thiết thực nữa." Sau này trên Chắc Cà Đao có vợ chồng chú Út, họ rủ nhau tu kình. Khuya ông công phu xong ngồi niệm Phật, còn Thím Út phải gánh rau cải ra chợ bán. Thím nghĩ buồn vì thân phận đàn bà thua thiệt quá. Có một cháu biết câu chuyện niệm Phật Bản Lai nói trên, đem thuật lại cho Thím Út nghe. Từ đó Thím hoan hỷ lắm.
Khuya thím vui vẻ gánh cải ra chợ bán. Thím còn nói thầm, sau này thím có thuật lại với ông chồng rằng: ông ngồi đó niệm Phật, ông niệm Phật chưa chắc gì ai nhờ, chứ tôi ra chợ niệm Phật người ta nhờ tôi lắm đó. Công việc không đổi, chỉ cần đổi quan niệm mà từ thua trở thành thắng. Cái bức rứt đổi ra vui vẻ nới nang nhường nhịn, được ưa mến và đắt hàng. Chuyện thứ 50, nhẹ lách. Hôm nọ bác đi xe đò, chật quá phải ngồi trên mui. Bác thấy một con gà mái đang bươi ăn giữa lộ. Xe tới nó quảng chạy, nhưng chạy xuôi chiều xe. Khoảng cách giữa gà và xe cứ thu ngắn dần, 4 mét, 3 mét, rồi 2 mét. Thấy gà sắp bị xe cán chết đến nơi, bỗng nó tạt ngang vô lề, xe chạy rớt. Nó đứng tỉnh bơ như không việc gì cả. Bác suy tư, trong đời thường của chúng ta cũng vậy. Với các cuộc đấu tranh vô cùng phiền lụy, ta chỉ cần nhẹ lách qua bên là được yên ổn ngay. Chuyện thứ 51, làm phách. Có người nói: bác hai à, tôi với người ngoài thì sao cũng được, còn em út con cháu trong nhà mà nói nó không nghe thì bực tức quá. Sao vậy bác? Bác trả lời: tại làm phách chứ sao. Ý mình là kẻ cả, bảo kẻ dưới nó không nghe thì tức chịu không được, chứ mình tính nó như bao nhiêu người khác thì đâu có vấn đề. Nghe thì nó nhờ, không nghe thì thôi. Chuyện thứ 52, pháp môn giải thoát. Bác có người bạn xưa làm lớn, nay đã thất sủng. Một hôm bác gặp anh ta mang hình thức của người tu. Qua câu chuyện trao đổi ngăn ngắn, anh bạn hỏi: thời này mình nên tu giải thoát hay không, và tu pháp môn nào mới giải thoát? Bác nói: thời nào cũng cần phải tu giải thoát cả, ngặt một điều là không có pháp môn giải thoát. Anh bạn ngạc nhiên nhìn bác. Bác nói tiếp: cũng như không có cái kiến biết chữ, mình phải biết chữ rồi, khi mắt bị mờ thì mua kiến về mang để lấy chữ, chứ không có mắt kiến để mang cho biết chữ. Tóm lại không có pháp môn giải thoát, chỉ có những tâm hồn giải thoát hay không thôi. Nếu tâm hồn cởi mở thì hành pháp môn nào cũng giải thoát, nếu lòng còn câu nệ cố chấp nhiễm ô thì pháp môn nào cũng trói buộc cả. Chuyện thứ 53, tu thế nào. Có lần bác về thăm chú ba, một người bạn thân. Anh em bàn luận đạo lý một hồi, rồi chú hỏi: anh bây giờ đang tu như thế nào? Ý chú muốn hỏi xem bác đang tu thiền, tịnh, phước hay huệ. Bác không trả lời việc đó mà nói: nãy giờ tôi không có tu. Lẽ ra câu trả lời tới đó là đủ, nhưng sợ sau này em cháu nghe như vậy đâm hoang mang, nên bác ráng nói thêm: nếu một lát nữa có chuyện gì thì tu. Sau này nghe chuyện, chúng tôi nhờ bác nói thêm cho rõ về vấn đề. Bác thí dụ: thầy mình đang co lái ghe, mà nãy giờ ghe đi ngay, mình không cần bẻ lái. Nếu nó chinh lũi, bấy giờ mới bẻ. Nãy giờ bác nói chuyện đạo, tâm không có nghĩ quấy thì có gì để mà tu mà sửa. Nhưng nó ngắn quá, sợ em cháu sau này hoang mang nên nói thêm: lát nữa nếu có vậy thì tu, là vậy đó. Chuyện thứ 54, đừng đặt thành kiến đề. Một hôm có đứa cháu là thợ may đến thăm và hỏi bác: con may đồ rồi trao hàng cho khách khác phái, con trao thẳng cho họ có được không, hay phải qua trung gian như là để xuống bàn ghế để người ta lấy? Hồi xưa có lệ là nam nữ thọ thọ bất thân, chữ thọ trước là trao, chữ thọ sau là nhận, tức nam nữ không được nhận đồ trực tiếp mà phải để qua một trung gian nào đó rồi mới được nhận. Có mấy huynh trưởng dạy con như vậy. Nghe nó kể, bác cười nói: chuyện đó đã lỗi thời rồi, đừng đặt thành vấn đề thêm khó khăn rắc rối. Trao hàng làm như vậy còn đo các người phải làm sao, hay đi xe ngồi chen chúc giữa nam giữa nữ thì làm sao. Ôi việc đời cứ tùy tiện, quan trọng là phải chính tâm. Chuyện thứ 55, tu ngay đi.
Mấy mươi năm trước, có lúc bác đi bán củi tràm ở Đồng Tháp với người bạn. Dùng Đồng Tháp đất khô cằn không có cây cối, nên nhà nghèo cũng phải ráng mua củi, chứ không quê đâu được. Ghe chèo ngang một chòi nọ, có người đàn bà ẵm con chạy ra kêu lại hỏi giá. Bác nói củi 100 đồng một mét. Cô ấy trả 90 đồng, 95, rồi 97 đồng. Bác nói chúng tôi bán không có nơi khách. Cuối cùng cô đồng ý mua một thứ. Khi trả tiền đến 95 đồng, cô dừng lại xin bớt 5 đồng. Bác không chịu. Cô trả thêm 2 đồng và nói bớt 3 đồng cho con tôi ăn bánh đi ông. Bác muốn cho, nhưng nghĩ lại, mình đi hùng với bạn, nếu rộng rãi quá cũng ngặt, nên từ chối. Cô ấy đành phải trả đủ. Xô ghe ra chèo đi. Bác ngẫm nghĩ, người ta nghèo xin bớt 3 đồng cho con ăn bánh mà mình không cho, trong khi đó mình định đi buôn để kiếm vốn rồi lên bờ tu. Muốn tu thì tu ngay đi, còn chờ lên bờ xuống nước gì nữa. Chuyện nhỏ chớ lòng bác day dứt mãi đến ngày nay đó. Bác luôn luôn tự nhắc mình hãy tu ngay hiện tại. Chuyện thứ 56, tội cất đầu không lên. Có một ông cư sĩ ra đời khuyến dạy người ta tu hành. Nhiều người đến hỏi đạo, có người hỏi: dạ làm thần nông xịt sâu có tội không? Cư sĩ ấy đáp: tội chứ, giết người ta mà làm sao không tội cho được. Một người bán tiệm hỏi: mua bán có tội không? Cư sĩ đáp: mua 1 đồng bán 80 xu thì không có tội. Bác hai nghe thuật lại chuyện ấy, bác nói: mua bán như vậy tội cất đầu không lên chứ sao không tội. Ai không tin làm thử coi. Chuyện thứ 57, mâu thuẫn. Một hôm có cư sĩ đi cái giờ mua đồ, còn ít tiền lẻ vừa đủ về xe. Có ông lão tế xin, đệ không cho. Mặc dù vẫn còn tiền lớn, vì nghĩ mình đã từng cho ông lão này hoài, đến khi khác cho cũng được. Đến bến xe gặp người quen bán sinh tố, anh mừng rỡ kéo lại đãi một ly nước. Hai người hàn huyên một lúc, đệ móc tiền ra trả. Người bạn lại cố từ chối. Dằn co một hồi, đệ đành cất tiền cám ơn và giả từ. Lên xe về, đệ tự nghĩ ở đời có những cái ngộ ngộ. Kẻ này xin thì không cho, người không nhận lại ép lấy. Nghe thuật lại, bác nói: mình phải suy nghĩ để hiểu được lẽ phải mà ứng xử. Đời là trường học lớn mà. Bác hai không nói việc đó phải làm sao, mà chỉ hoan nghênh việc chiêm nghiệm xét lại từng sự việc trong cuộc sống để tiến bộ thôi. 58. Ăn ngọt. Một ông bạn đến thăm bác Sáu, ông ấy ca ngợi hạnh ăn ngọ. Ông cho ăn ngọ là tiết kiệm lương thực, vì mấy năm mất mùa lương thực khan hiếm lắm. Bác Sáu nói: nếu mình sống không lợi ích gì cho ai, 5-7 ngày ăn một bữa cũng hoang phí rồi. Nếu mình sống có lợi ích, ăn 1 ngày 7-8 bữa cũng không hoang phí nữa. Cũng như cái máy, nếu nó bơm nước 1 ngày đốt 7-8 lít xăng đâu có hoang phí gì. Còn để nằm không, 1 tuần lễ mà rịn mất 1 xị cũng là uổng. Thế nên phải nhắm vào sự hữu dụng, chứ không nên nhìn vào số lượng tiêu phí mà xét đoán lợi hại. Chuyện thứ 59, kích thích tố. Có cháu cư sĩ hỏi: bác hai à, có khi mình nằm chiêm bao thấy Phật vậy là sao hả bác? Bác trả lời: vậy là nằm mộng chứ sao. Nó có vẻ thất vọng nói: thì đành là mộng, nhưng mỗi lần chiêm bao gặp Phật con thấy vui lắm, tinh tấn tu hành nữa. Bác nói: thì đương nhiên rồi, gặp mộng lành lòng phấn tấn tu hành là tự nhiên. Nhưng mà kích thích tố thiếu gì thứ, gặp chuyện nguy cấp mình cũng niệm Phật thân tới vậy. Ý bác muốn nói, có nhiều hoàn cảnh thúc đẩy sách tấn mình tu hành, đâu đợi chim bao mộng mị này nọ mới tinh tấn. Bác không đồng tình với việc mộng mị đó nên nói thêm: kích thích tố dù nhiều không tốt,
chỉ khi nào suy nhược lắm mới cần đến nó với một phân lượng vừa phải và thời gian nào đó thôi. Như dùng thuốc lợi tiểu hoại thì hại thận, dùng thuốc trợ tim hoại thì hại tỳ. Thế rồi sau này nó khùng, khùng rất nặng. Sự việc xảy ra bác không ân hận vì mình không tán đồng, không dùa thêm chuyện đó, trái lại còn cảnh giác nó nữa. Vậy mà không khỏi, âu cũng là định mệnh. Chuyện thứ 60 đều là tặng phẩm. Có một cô và một cậu cư sĩ đã phát nguyện sống độc thân tự kết hôn với nhau. Cha mẹ đôi bên không nhìn nhận, đạo hữu chẳng ai ngó ngàng đến, kể như là người sa đọa và làm lem ố danh dự chung của giới cư sĩ, nên các bậc huynh trưởng nhất định trừng phạt chứ không giúp đỡ, hầu làm gương cho kẻ khác. Bác hai thấy hai người ấy nguy khốn quá nên có giúp chút ít. Thấy thế mấy cháu thân với bác cũng giúp theo. Vì vậy họ bị mấy cô chú chủ trương trừng phạt đó rầy trách, cho rằng giúp như vậy là vô tình mình khuyến khích người tu sa đọa. Mấy cháu nó trách lại mấy huynh trưởng đó tu hành gì mà khó quá. Bác hai khuyên can mấy cháu: mấy đứa không nên trách lại mấy cô mấy chú như vậy, trừng phạt để cho nó tởn mà cải hối, giúp đỡ là để cảm hóa nhau, cái nào cũng là tặng phẩm cả, ai có phẩm vật nào thì cho cái nấy. Chuyện thứ 61 giọt lệ chi ly. Bác hai và bạn đi đám tang ông xã. Trước khi ra về, người bạn bác ngỏ lời chia buồn. Thím xã khóc suýt mướt, ông bạn ấy khuyên: thím à, chú xã biết tu hiền trai lạc, thế nào cũng được về cõi Phật, quả vị đó không mất đâu, thím yên tâm ráng lo tu hành nha. Đến lượt bác đến chào, thím cũng khóc tức tưởi. Bác nói: tôi rất hoan nghênh giọt nước mắt của thím. Người bạn đường chung sống với mình, chia sẻ ngọt bùi suốt cả một đời, giờ vĩnh biệt nhau, rưới cho nhau và giọt lệ điều đó quý lắm. Tôi rất kính mến và cảm động trước những giọt nước mắt ấy. Nhưng tự mình có đau khổ, thím nên nghĩ rộng xót thương đến những người quá phụ khác vô phước hơn mình. Người ta quá bụa nghèo khổ phải tha phương cầu thực, còn mình tuy quá bụa chứ cũng ấm no. Khi trở về nhà, bác phật lại với bạn: tôi không khuyên thím xã ấy mạnh dạn để chống lại cái buồn khổ, còn ca ngợi cái khổ ấy nữa, nhưng thím nghe lời tôi là thím ấy hết khổ. Anh bạn nói: nghe theo lời anh hả, thấy mình còn sướng hơn nhiều người rồi, khổ cái gì nữa. Chuyện thứ 62 cách ái ly gia. Một hôm bác đi nhờ xuồng của một cháu cư sĩ. Trên đường đi hai cậu cháu nói chuyện dài dài, vấn đề đưa đến chỗ thắc mắc. Nó nói: phải ly gia cách ái mới giải thoát được chứ cậu. Bác trả lời: cách ái có nghĩa là trưởng thành vươn lên, chứ không phải là cắt ngang như cháu cắt cái bông cúng Phật mỗi ngày vậy đâu. Như hoa sen vượt lên khỏi bùn vậy, mà hễ hoa sen sắc hương càng diễm lệ bao nhiêu thì ngó sen nó phải bám sâu vào lòng đất bấy nhiêu. Như cây hễ hoa trái hạnh mậu chừng nào thì rễ bám sâu vào lòng đất chừng ấy. Con người cũng vậy, phải bám vào gia đình và xã hội này mà thăng hoa. Cháu nó không cãi nhưng không hài lòng mấy. Thứ 63 diệt tánh tham. Cũng cháu cư sĩ kia hỏi: cậu hai à, làm sao diệt được tánh tham? Biết cô thừa hiểu nhưng muốn trắc nghiệm lại xem có gì mới lạ hơn không, bác nói: tánh tham diệt làm sao được, mình tu còn tham khổ hơn người ta mà diệt tánh tham gì được. Mình tu mà tham cái gì đâu cậu. Người ta không tu thì chỉ tham danh lợi tình ở cõi trần này thôi, còn mình chơi là nhỏ nhen, mau tan mau rã, lại muốn cái gì vĩnh viễn trường tồn, bất sinh bất diệt mới chịu. Vậy là tham hơn người ta rồi, làm sao mà diệt được, có môn làm cho nó lớn thêm lên. Cô nói: ngặt mình không chịu tham lớn mà chỉ ưa tham nhỏ thôi thì làm sao? Bác nói:
phải ráng mà trưởng thành. Trưởng thành tới đâu thì tánh tham lớn theo tới đó. Thí dụ hồi nhỏ mình thích chơi búp bê nhà chòi, ai đụng tới là tóe lửa. Rồi lớn lên tự nhiên mình bỏ và lại muốn xe hơi nhà lầu, làm ông lớn bà lớn. Lớn hơn nữa lại muốn làm như tổ như Phật, lại muốn thế giới là vàng rồng và mọi người đều là Bồ Tát hết. Mình trưởng thành tới đâu thì tánh tham nó lớn theo tới đó, chứ việc nó không có được đâu. Thế là thêm một lần nữa, cháu nó không phản đối nhưng lại cũng chẳng mấy hài lòng. Chuyện thứ 64, tội do tác ý. Có cô giáo hỏi: Dạy học đánh học trò có tội không? Bác trả lời: Hồi ở chùa Từ Quang có mấy cây sồi, tụi nhỏ hay lén học khóa, hễ bắt gặp là rượt la làm dữ lắm, mà hễ nghe trong lòng nổi nóng bác hồi ngàn. Cô giáo hỏi: Tại sao vậy? Mình nóng lên là có rượt có la, còn hồi nãy tuy rượt tuy la chứ không có rượt la. Trong Pháp Bảo Đàn nói tối ngày làm đủ các việc mà chẳng có chỗ làm vậy đó. Có đứa cháu chạy xe Honda ôm, vợ chồng nó có một thằng con thôi mà thằng bé cũng quậy phá lắm. Một hôm nó quấy rầy gì đó, ba nó bắt cúi xuống lấy roi ra xong rồi bảo: Thôi con đi chơi đi. Thằng bé mừng quá bỏ chạy. Vợ nó nói: Sao anh không đánh nó vài roi cho nó chừa, còn bảo nó đi chơi nữa? Anh giận quá nên không đánh. Xử sự như vậy là đẹp lắm chứ. Vì quá giận thì đòn sẽ phản tác dụng, nó trở thành đòn thù chứ chẳng phải răn dạy nữa. Và vô tình làm cho trẻ con tập nhiễm tính nóng giận dữ dằn của mình nữa. Chuyện thứ 65, gần mực thì đen. Một cô dạy mẫu giáo đến hỏi bác: Mấy chị cư sĩ dạy con, mình tu đừng nên gần những người tu giải đãi, những người kém đạo đức hoặc không tu. Vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chỉ nên gần gũi những người có tinh tấn, vì họ có thể trợ duyên cho mình tu tiến. Mấy chị dạy con như vậy, bác thấy sao? Bác cười và đọc hai câu thơ Kiều. Hay, rằng hay thì thật là hay, nghe qua ngậm đắng kêu cay thế nào. Nghĩ như vậy thì người đạo cao đức cả, ai mới chịu gần gũi với mình đây hả con? Chuyện thứ 66, trời xanh không có dư. Một hôm bác hai nói chuyện với bác Sáu, bạn thân của bác. Trời xanh không có gì dư, anh Sáu, cả cái tánh xấu anh cũng khỏi bỏ nữa. Miễn anh xài đúng chỗ thì tánh xấu cũng tốt. Bác Sáu rất sáng ý liền nhận ra ngay: Đúng rồi. Hồi hôm tôi xem TV, chuyện bên cầu Dệt Lụa, tức Trần Minh Khố Chuối đó. Lúc Trần Minh đậu Trạng Nguyên, vua muốn gả công chúa cho nên bảo một vị thượng quan điều tra lý lịch của Trần Minh. Vị thượng quan này kêu hai người thí sinh đồng hương với Trần Minh để điều tra gián tiếp. Hai người này thi rớt và rất ghét Trần Minh. Nghe quan hỏi về Trần Minh, chúng nó liền bêu xấu: Bẩm thượng quan, thằng Trần Minh nó xấu lắm, xài không được đâu, nó nói láo dữ lắm. Mẹ nó mà nó còn dám nói láo nữa. Quan mới hỏi là nó nói láo làm sao với mẹ. Nó mới thưa: Bẩm, con biết rõ, bữa đó nó chưa ăn cơm, nó xin được một bát cơm đem về cho mẹ. Mẹ nó hỏi con ăn cơm chưa, vậy mà nó dám nói là ăn rồi đó thượng quan. Thuật đến đây bác Sáu cười nói: Tôi thích tác giả đặt cái đoạn đó lắm đó. Bác Hai tiếp lời: Nói láo là một trọng giới trong nhà Phật, là một tính xấu ngoài xã hội. Nhưng Trần Minh không xấu, không phạm giới, trái lại ai cũng kính nể thán phục lời nói dối đó. Thế nên không tính nào xấu hay tốt cả, dùng đúng chỗ thì tính xấu cũng tốt, ngược lại xài không đúng chỗ tính tốt cũng thành xấu. Như đức khoan dung là đức tánh tốt tuyệt vời, nhưng khoan ra thứ người mới quý, còn khoan vô thứ mình thì tệ hại vô cùng. Thứ người nghĩa nọ rộng lan, thứ mình tội lỗi ngày càng thêm cao.
Còn cái tánh vạch lá tìm sâu, moi móc lỗi lầm của thiên hạ là tính rất xấu, tính tiểu nhân. Nhưng ngược lại, moi móc xét nét lỗi lầm của chính mình là quân tử. Chuyện thứ 67, như của cho thêm. Có cháu hỏi: Bác hai à, bác hai già yếu cô thân bệnh hoạn nghèo túng, vậy bác có thấy buồn không? Bác đáp: Có lần bác mua khoai vừa bán cân rồi còn lại vài củ, họ bảo thôi cho ông luôn đó. Những củ cho thêm này hồi nãy mình chê lựa bỏ lại, vậy mà bây giờ thấy nó tốt. Vì của cho thêm đâu có tính tiền. Bác nghĩ đời sống mình từ đây về sau kể như là thượng đế cho thêm, nên dù nó có đen tối èo ọt gì cũng quý. Bác tự an ủi thế và cảm ơn thượng đế. Con biết con, hồi còn trẻ, mỗi ngày qua bác thấy tiếc nuối vì đã chết đi hết một ngày. Bây giờ già rồi, ngược lại, mỗi lần trong bóng hoàng hôn buông xuống, bác mừng tự nhủ, vậy là mình sống thêm được một ngày nữa. Chuyện thứ 68, hai lối sống. Một hôm, ông Joba gặp một ông lão trồng cây hồ đào, loại cây lâu năm. Ông ta hỏi: Nội ơi, nội năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cụ già ngẩng đầu lên cười đáp: Lão sống như không bao giờ chết vậy. Joba nói: Còn tôi sống thì như sắp chết đến nơi vậy. Hai lối sống kể trên đều tuyệt vời cả. Ở phương diện nào đó mình phải sống như không bao giờ chết, và ở một mặt khác mình phải biết sống như sắp chết đến nơi vậy. Chuyện thứ 69, sẵn sàng. Có lần bác đi thăm người bạn, ngày về là lúc trời bão, nhưng mình có vấn đề phải về thôi. Mấy người bạn cầm nán lại nhưng bác quyết đi, dù mưa cũng đi. Bác dẫn xe đạp ra về, nhưng may ngày hôm ấy về đến nhà không bị mưa. Tắm xong lên giường nằm, bác nghĩ lại hôm nay mình đi dưới trời mưa gió mà lòng bình an như ngày đẹp trời vậy, bởi mình đã sẵn sàng chấp nhận. Bác suy rộng ra, nếu đối với mưa gió của đời mình mà mình có tâm trạng sẵn sàng như vậy, chắc là sống yên lành hạnh phúc lắm. Chuyện thứ 70, thiếu chứng minh. Có một cô bán thuốc tây ở Cái Dầu, trường trai tu hành hơn 30 năm nay, gặp bác cô than vãn: Cháu còn chút rây rứt là mấy đứa con của cháu nó cũng hiền lành ăn tương vậy, nhưng nó ham chân dọn theo đời lắm, nói nó không chịu nghe theo, không biết làm sao khuyên cho nó nghe vậy chú. Bác đáp: Nó không nghe là phải đó. Con đường mình đi suốt 30 năm mà chưa thể hiện được gì cho bản thân cả. Bây giờ bảo nó theo mình, nếu nó nghe theo là nó mù quáng không biết suy xét. Cô nói: Vậy tại mình thiếu đức hả chú? Bác trả lời: Không, tu hiền trai lạc đâu có thiếu đức. Tại mình thiếu chứng minh cho nó thấy tu là hạnh phúc đó thôi. Nếu chứng minh được trên thực tế tu là hạnh phúc, thì cô cấm nó tu nó cũng lén cô mà tu nữa. Cô không chỉ vậy, nó cũng rình xem cô tu làm sao đặng bắt chước đó. Cô ấy gật gật đầu: À, có lẽ vậy. Chuyện thứ 71, gặp Phật ban ngày. Có mấy cháu nữ sinh mến bác lắm. Hôm đó mấy cháu lựa đầu nành, bác nằm võng bên cạnh. Mấy cháu hỏi: Bác hai ơi, có lần nào bác nằm chiêm bao gặp Phật không? Không, bác trả lời. Nhưng ban ngày bác gặp Phật hoài à. Tụi con hỏi thiệt mà. Ừ, ban ngày là Phật thiệt đó, còn chiêm bao là Phật nhãn thuốc ha. Vậy bác hai gặp Phật ra sao? Phật hiện ra đủ dạng người, già có, trẻ có, trai có, gái có. À, có quá ra mấy cô gái tân thời uống tóc nữa. Thế làm sao bác biết là Phật? Biết chứ, người nào Phật quá ra đều làm việc chân chánh nhân từ, có lợi ích cho đời. Bên cạnh đó bác cũng gặp ma quỷ, cũng quá ra đủ hạng người như trên. Mà những người ma quỷ quá ra thì làm những việc xấu xa tội lỗi. Mấy đứa cháu cười: Tụi con cũng gặp Phật nữa, Phật ngồi võng tay cầm cây quạt mo.
bay gặp ông địa đó bay ơi. Chuyện thứ 72, Y Kinh Giải Nghĩa. Một hôm trong đám cầu nguyện ở nhà người quen, có đứa cháu hỏi: Chú hai, chú giải thích giùm con câu Y Kinh Giải Nghĩa Tam Thế Phật Oan, Ly Kinh Nhất Tự Tức Đồng Ma Thuyết. Bác trả lời: Cháu biết la ghê không? Dạ con biết chút đỉnh. Vậy người chú thí dụ nè, chú lấy ghe từ đây lên Châu Đốc, thấy vậy cháu nhờ chú dạy lấy ghe đi Châu Đốc, rồi chú đồng ý. Bắt đầu mở dây, xô ghe ra, quay máy, bẻ tay lái qua lại. Cháu ghi nhớ từng động tác một cách tỉ mỉ cho đến khi tới Châu Đốc. Rồi bây giờ cháu trở về đây, xuống ghe, mở dây, xô ra, rồi quay máy, với bài bản được lặp lại một cách chính xác, mà nhất định nó không đến được Châu Đốc, nó sẽ trôi tắt ở đâu đâu đó. Vậy muốn đến Châu Đốc thì phải biết cách lái ghe, biết đường nào đến Châu Đốc, rồi tùy lúc có thể làm y như lúc học, hay khi cần có thể làm ngược lại cũng đúng. Tóm lại, biết tại sao phải bẻ qua bẻ lại như vậy thì làm y cũng đúng, mà làm ngược lại cũng không sai. Vậy là phải biết tại sao hả chú? Nếu không biết tại sao thì bắt chước y hệt cũng chật hà, mà ngược lại càng chật hơn nữa. Chuyện thứ 73, hỏi lại lòng mình. Có đứa cháu hỏi bác: Bác hai ơi, có phương pháp nào bỏ sắc dục được không bác? Con nặng về sắc dục quá. Bác hỏi: Bộ muốn bỏ sao? Dạ, muốn lắm mà con bỏ không được. Đừng có hỏi phương pháp mà hỏi lại lòng mình xem có muốn bỏ thiệt không. Hỡi nếu thiệt muốn bỏ thì nó rớt ngay hè. Bác giới lấy cây ly rồi nói: Cũng do mình cầm cái ly, muốn bỏ thì nó liền rớt. Chứ khỏi hỏi phương pháp buông ra làm sao, buông ngón nào trước, buông ngón nào sau, mà hỏi lại lòng mình xem có muốn buông không. Nếu không muốn buông, dù người ta gỡ tay lượn đi mình cũng lượm lại hè. Chuyện thứ 74, ăn ý. Có cháu cư sĩ hỏi: Bác hai ơi, con bị vọng tâm quá à. Con niệm Phật liền hết, ít lâu sau niệm mặc niệm, còn vọng thì cứ vọng. Con quay sang quán xét, thấy có hiệu quả ghê đó. Nhưng dần dần quán mặc quán vọng vẫn vọng mà. Bây giờ bác có phương pháp nào nữa không, chỉ cho con trị cái vọng tâm đi. Bác nói: Thôi, bao nhiêu đó xài không hết rồi chỉ thêm cái gì nữa. Có điều cháu cứ hạ thủ vậy đi, tuy nó trật vuột vậy chứ nó sẽ có ý nghe. Nhớ hồi nhỏ có lần bác về quê ở nhà ông Dượng nghỉ hè, ông chuyên nghề đóng ghe, bác thích xem ông làm mộc, nhất là bào cây. Trong lòng muốn thử bào nhưng mà không dám. Một hôm ông ra dốc một cây chèo, tra lưỡi bào xong rồi bảo: Ừ xanh, mày chú cây chèo này coi. Bác mừng lắm nhưng hơi sợ, hỏi dặn lại: Rủi hư sao Dượng? Ông nói không hư đâu, nó có dốc sẵn rồi, mày bào láng lại là được. Mà có tao đây đâu để mày làm hư sao mà sợ. Bác đẩy bào trước lớp mấy lần. Bác hỏi: Dượng bảy dạy con coi sao con bào nó không ăn. Ông nói: Dạy cái gì được, đẩy đi rồi nó ăn ý. Thật vậy, lát sau bác bào được à. Mấy đứa bạn của người đó cười rộ lên rồi dây sang bác nói: Bác ơi, cái thằng hỏi bác đó là thợ mộc đó bác. Hả? Vậy càng hay. Chuyện thứ 75, niệm Phật tha thiết. Có một chú cư sĩ chuyên về pháp môn niệm Phật. Chú tối kỵ chữ ái, dù là tình quyến thuộc cũng vậy. Chú khuyên em cháu phải dẹp bỏ tình luyến ái. Một hôm chú ghé thăm bác và nói: Nhờ anh giúp đỡ giùm tôi một chuyện, là mình làm sao niệm Phật cho được tha thiết đây. Bác biết ý chú nên nói: Theo ý tôi, muốn niệm Phật thiết tha thì phải tăng trưởng tình thương. Chú trân trối nhìn bác, ngầm ý hỏi vì sao. Bác thí dụ:
như mình có người thân, cha mẹ, anh em, chồng vợ gì đó rất thương mến, đang lâm trọng bệnh hấp hối, mình niệm Phật cầu gia hộ, tình thương giữa mình và người ấy tha thiết bao nhiêu thì sự niệm Phật của mình cũng tha thiết bấy nhiêu. Không phản đối, nhưng bác biết chú không hài lòng. Sao bác đem chuyện trên kể lại cho vài đứa cháu nghe, có một cháu xác nhận. Bác hay nói con rất công nhận nha, lần đó mẹ con mất, con hộ niệm vì thương mẹ con quá, nên con niệm Phật vô cùng thiết tha. Từ đó đến nay, ít có lần nào con niệm Phật thiết tha được như vậy. Chuyện thứ 76, Trung Đạo. Một lần bác đi dự lễ dỗ, cúng xong định về liền. Đi ngang bàn nọ có mấy cháu kéo lại mời bác uống nước với tụi nó, kẹt quá bác phải ngồi lại. Một đứa cháu hỏi: Bác hai, kinh nói thắng thất tình giữ vẹn đạo trung, mà sao giữ vẹn đạo trung vậy bác? Bác trả lời: Trung đạo là con đường quan trọng, con đường đưa đến giải thoát, nhưng có điều nó không phải là con đường tiền chế đã vạch sẵn, mà mỗi người phải tự vạch lấy, tự thắp đuốc lên mà đi. Trung đạo có nghĩa là vừa phải, mà cái vừa phải của người này không phải là cái vừa phải của người kia. Cũng như ăn cơm, bác dùng một bát thấy vừa, còn mấy cháu ăn 4-5 bát mới vừa. Vậy cái vừa phải không phải là cái lập thành, nó tùy theo mỗi người. Lại nữa, cái vừa phải của chính mình ngày hôm nay cũng không phải là cái vừa phải của chính mình ngày mai nữa. Nếu ngày mai mình bị cảm, ăn cháo mới vừa, chứ không còn ăn 4-5 bát cơm được. Nên cái vừa phải lấy trí tuệ ra mà liều lượng. Mày đưa biết hồn, Đức Phật sau khi thuyết pháp mấy mươi năm, Ngài nói: Các ngươi hãy tự thắp đuốc lên mà đi, làm vậy đó. Có một đứa cháu nhận được ý nghĩa đó nên nói: Bác hai, vậy thì trung đạo có thể dời đổi chứ không phải là con đường cứng ngắc. Cũng như mình đi trên dòng sông, phải uốn khúc quanh co theo dòng sông, nhưng mà phải giữ giữa hai bờ, đúng không bác? Bác trả lời: Không phải, trung đạo có thể lệch một bên được. Nó ngạc nhiên: Vậy con chưa hiểu. Để bác giải thích thêm một lần nữa. Trung đạo có nghĩa là quân bình, cho nên cháu chia cây mía ra làm hai mà chặt ngay giữa thì không ai thèm lấy khúc ngọn đâu. Nên muốn cho nó quân bình phải chặt khúc gốc ngắn, khúc ngọn dài. Tùy ở thể tích, trọng lượng hay phẩm chất và sự phân chia có thể lệch một bên để giữ thế quân bình, cũng có nghĩa là trung đạo đó. Giải tới đó, bác chợt nhớ lại câu kinh trong Pháp Bảo Đàn: Không phải ở giữa, mà cũng không phải ở hai bên, đó là trung đạo. Câu kinh này lúc xưa bác mù tịch, nay tự dưng lại hiểu ra. Chuyện thứ 77, qua một cơn đau. Chú ba, một người em bạn của bác bị đau bụng nhào lăn. Lối sớm kẻ cạo gió, người kiếm thuốc lăn xăng. Một lúc sau bệnh mới chịu bớt. Sau trận đau đó, mấy người con của chú nói: Qua cơn đau của ba, tụi con thấy tình chồng sớm xích lại gần hơn. Chú ba tiếp lời: Còn ba thấy mang ơn tới cây cỏ nữa. Bác hai nghe cha con nó nói vậy, bác cười nói: Còn tôi mang ơn cái thân xác này lắm. Đạo hữu nghe qua câu chuyện đó phê bình: Qua cơn đau, mấy đứa con chú ba tiến xa, chú ba thì kém hơn tụi nó, còn ông Như Sanh thì ích kỷ quá. Một người bạn bác hai nghe phê bình như vậy nói: Qua cơn đau đó, mấy đứa con chú ba tiến một bước, chú ba tiến hơn con của chú, còn bác hai tiến hơn cha con nó nữa. Kẻ khen qua người chê lại, bác chỉ cười vậy thôi. Về sau mấy em cháu nhờ giải rõ ý câu nói: Bác mang ơn cái thân này lắm. Bác nói: Phật dạy cái thân này là nhà chứa tai họa, nào đau ốm nạn tai biết bao. Đó là một lối nói, chứ nhà Phật bảo
thân mạng không nên quý trọng mà cũng không nên khinh, vì nếu quý trọng sẽ phải tạo nghiệp bất lành để phụng sự nó, mà rốt cuộc rồi cũng phải bỏ. Nhưng không nên khinh nó, vì nhờ thân mà học được đạo, cúng dường lễ Phật. Nhờ thân mà hoàn thiện được con người, làm nên việc nghĩa để tiến lên địa vị tiên Phật. Vì thế không nên nhìn thiên lệch, cho thân là bất tịnh, tai họa, rồi xem nó như kẻ thù vậy. Nếu mình nhìn thân như kẻ thù, thì người chi xương sẽ quyết sinh sản nuôi nấng nó. Bây giờ mình mới xem họ ra sao đây, vô ơn bạc nghĩa chăng? Mình có quý trọng thân mình mới có quý trọng công ơn sinh dưỡng của cha mẹ. Trở lại, vì có quý thân cha nên đám con chú ba mới thấy thông cảm tình chồng sớm, và chú ba mới mang ơn tới cây cỏ vậy. Chuyện thứ 78, tâm chay. Có mấy anh em đang bàn bạc về chuyện ăn chay. Câu chuyện sắp tàn, bác nhắc: hồi tôi mới ăn chay, lâu lâu hay nằm chim bao thấy ăn mặn. Khổ nỗi là lần nào cũng lỡ ăn rồi mới sực nhớ là mình ăn chay. Như vậy công phu chay lạc bấy lâu tiêu mất. Buồn tức, sao mình không nhớ sớm hơn. Khi giật mình thức giấc mới biết là chim bao chứ mình không có ăn mặn, lòng mừng vô cùng. Cứ lâu lâu lại mộng thấy ăn mặn một lần, bẵng đi mấy mươi năm không thấy nữa. Bữa hổm á, tôi nằm mộng thấy ăn cơm với mắm chân dưa ghém ngon quá trời. Tưởng đồ chay, tôi ung dung ăn. Gần xong mới phát giác ra mắm mặn, nhưng mà lòng không ân hận rai rứt như thở trước. Bây giờ ăn mà tâm mình nghĩ là đồ chay thôi. Có một điều lạ là còn một bát cơm nữa mới no. Tôi tự nhiên bới ăn thêm mà tâm hồn vẫn an nhiên như lúc trước, dù biết rõ là mắm mặn rồi. Và khi thức dậy cũng không mừng, vì đó là mộng chứ mình không có ăn mặn. Nghe xong ai nấy cười rồi giải tán. Có lẽ họ không mấy thông cảm. Một người bạn nán lại khen: kể ra trình độ chai mặn của anh tiến xa lắm rồi đó. Qua giấc mộng này, bác biết thêm một tâm chay khác. Xưa nay bác nghĩ tâm chay là tâm hiền lành, từ bi bác ái, tu thương người mới thật chay trường. Nay thấy nếu tâm mình giữ được bình đẳng như trong giấc mộng trên, thì ăn gì cũng là ăn chay cả. Chuyện thứ 79, nước mắm mặn. Một lần nọ bác đi đám dỗ, có đãi một mâm chay mà nước mắm chay và mặn bây giờ rất khó phân biệt, chỉ có người làm mới biết thôi. Hôm đó họ dọn nước mắm mặn qua mâm chay. Ăn xong, cô chủ nhà phát hiện ra sự việc, sợ tội, lòng trây rứt nên đến thỏ thẻ với bác: dạ hồi nãy lu bu mấy chị lỡ dọn lộn nước mắm mặn qua mâm chay, mong bác thông cảm. Bác điềm nhiên cười và trấn an: lộn thì lộn chứ. Ở đây người ta ăn nước mắm chay, đâu có ăn nước mắm mặn mà con lo. Chuyện thứ 80, ăn cực. Dạo đó bác hai và mấy người bạn làm rẫy ở kinh cụ hội. Trời mùa đông năm ấy rất lạnh. Sáng sớm mấy bác nấu cơm ăn dưới ghe. Có một ông lão trên 50 đang dậm dấu mò cá dưới kinh. Thấy có lửa, ông lội lại ngồi nép sau lái ghe tránh gió và lấy thuốc ra hút. Dẫn thuốc xong, ông với tay lấy que củi đang cháy dở trong lò và nói: cho mồi nhờ đưa thuốc nha. Vì lạnh quá, tay ông run run, khó khăn lắm ông mới châm được điếu thuốc. Liếc nhìn thấy mấy bác ăn cơm với dưa leo chấm tương hột, ông nói: ăn uống sao cực quá vậy? Bác đáp: ăn vậy chứ sướng hơn ông đó. Lời nói đúng ngay vào cảnh sống, ông ta thấm thía than: ôi, vợ con đùm đeo phải ráng cho biết làm sao. Chuyện thứ 81, đã có đáp buồn. Có lần bác hai bế một em bé độ 2 tuổi, nựng niệu hôn hít giây lát rồi đưa trả cho ba nó và nói: nuôi con cực nhọc vậy chứ nó đã có đáp buồn rồi đó. Ba em bé nói nựng con: ôi cục cưng cục cưng cục cưng, lớn lên làm nuôi ba nha con.
bác hai đính chính. Chẳng phải đợi đến sau này nó lớn lên nó báo hiếu đâu, mà ngay bây giờ nó đã bù đắp rồi. Ba em bé vừa hôn con vừa cười nói. Bác hai khác hơn các vị cư sĩ ở chỗ đó đó. Chuyện thứ 82. Hoa tàn mà lại thiên tương. Đó là câu trong truyện Kiều mà bác hai thắc mắc. Sao lạ, hoa tàn mà lại thiêm tươi? Một hôm thím Sáu, người đã kể lại chuyện mua hoa Tết cho bác nghe, thím kể. Hôm 30 Tết, con đi Honda chạy ngang nhà thờ, thấy có bà già đứng ôm một mớ bông, thấy lạ con ghé lại hỏi. Bà bán hay mua mà đứng đây? Bà nói, bán mà không ai mua cả. Sao bà không đem lại chợ qua bán? Để đây ai biết mà mua? Lại đẳng bán gì được, qua người ta tươi tốt như rồng, còn của mình thì xấu hơn. Ở đây bán cầu may, nhà có trồng ít bông để cúng, nhưng Tết tốn tiền nhổ một mớ bán mua đồ về cúng ông bà. Cô làm ơn mua giùm tôi đi. Thấy qua kém tươi, không muốn mua, nhưng muốn giúp bà nên con nói. Bà cần bao nhiêu tiền, tôi giúp cho bà mua đồ về cúng. Không, tôi không dám nhận tiền cô đâu. Cô mua giúp giùm tôi cảm ơn lắm. Thôi được, bà bỏ qua lại đi. Bà định bao nhiêu tiền con trả đủ cho. Vì con muốn giúp cho bà ấy nên không trả giá gì cả. Đem qua về nhà, con bảo mấy đứa nhỏ thay qua cũ, chân qua mới mua. Mấy đứa cười ngất, chúng nó nói, hoa cũ còn tươi hơn hoa của bà nữa. Kệ thay đi, hoa này kém tươi nhưng mới mua. Bác chỉ nghe kể lại chuyện mua hoa thôi, nhưng bác cảm thấy bình hoa đó vô cùng rạng rỡ. Chắc Phật trời cũng hài lòng đẹp dạ biết bao. Vì trời Phật chỉ trọng của cải mà người ta đem giúp đỡ nhau hơn là lễ vật đem dâng cúng cho các ngài. Rồi bỗng nhiên bác cảm thông được câu hoa tàn mà lại thêm tươi. Chuyện thứ 83. Dạy tu mà không tu. Có một cô đến than phiền với bác. Con còn đứa con gái út 16 tuổi, nó không thích tu hành, cứ ham đua đòi theo vật chất xa hoa. Con khuyên lơ ngọt ngào thì nó còn nghe chút đỉnh, còn hễ gầy la thì nó làm dữ cự cãi lại. Có khi không dám cự bằng lời lẽ thì nó ra nhà sau giằng sáng đồ đạc tỏ ý bất mãn. Con rất buồn phiền vì đứa con này, không biết phải làm sao. Mình dạy nó tu mà nó không chịu tu. Bác mỉm cười nói, con nó cũng dạy cô tu mà cô không chịu tu. Cô ấy hiểu ý nên cười xòa. Chuyện thứ 84. Giải thoát cái buồn phiền. Có đứa cháu rất kỹ lưỡng và hơi khó tánh. Một hôm đến thăm và yêu cầu bác chỉ dùm pháp môn giải thoát nhanh chóng. Bác nói, rất tiếc là bác không giúp được cháu điều ấy. Vì trên thực tế chính bác cũng chưa giải thoát, làm sao giúp người khác giải thoát được. Hằng ngày bác chỉ lo sửa tánh răng lòng đối với mọi người sao cho tròn ân vẹn nghĩa vậy thôi. Không thỏa mãn yêu cầu, thấy cháu buồn ra mặt,